Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 31. Lý Hà Đồ tức giận thở gấp, ông ta chưa bao giờ gặp thằng nhãi nào vô đạo đức như thế này, ban nãy hắn cũng phải nhờ liên thủ cùng với Ngọc Tiểu Long thì mới có thể đánh ông ta bầm dập. Bây giờ hắn còn dám nói ông ta không đánh lại hắn hay sao? Tôi nghĩ là anh cứ nghe hội trưởng Lý nói hết đi đã, hội trưởng Lý rất ít khi rời khỏi Tổng hội. Hơn nữa lần này ông ấy lại chủ động tới tìm anh để thuyết phục anh nhận chức đà chủ. Ngọc Tiểu Long đứng ra khuyên nhủ. Lời cô nói là sự thật, từ trước đến nay Lý Hà Đồ chỉ thích ru rú trong nhà, giờ ông ta chủ động tìm tới chỗ Tề Đẳng Nhàn cũng không phải chuyện dễ. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Ngọc Tiểu Long rồi gật đầu, chẳng rõ tại sao mà bây giờ hắn rất sẵn lòng nghe theo một vài kiến nghị của cô. Nói ngắn gọn thôi nhé, tôi còn bận nhiều công chuyện. Không có thời gian rông dài với ông đâu. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Lý Hà Đồ rồi nói, không ngờ hắn lại không hề khách khí với vị hội trưởng của Tổng hội Long Môn này. Ngọc Tiểu Long nhìn Tề Đẳng Nhàn, thầm nghĩ tính cách phóng khoáng không để bụng này của hắn cũng rất thú vị, có cảm giác hoàn toàn khác so với một mặt nóng nảy dễ sù lông, dường như người này bẩm sinh đã mâu thuẫn với bản thân như vậy. Lý Hà Đồ thực sự muốn đập cho Tề Đẳng Nhàn thêm một trận nữa. Có điều ngẫm lại thì ông ta vẫn nhịn. Ông ta trầm giọng nói, ta đã suy nghĩ rất kỹ càng mới quyết định sẽ mời cậu đảm nhận chức đà chủ của phân đà Long Môn, phó lão cũng tán thành chuyện ấy. Tề Đẳng Nhàn trả lời, đà chủ của phân đà Long Môn chẳng phải thủ lĩnh của dân xã hội đen hay sao? Có gì hay ho mà làm cơ chứ, ông đây giờ đã có chức chuẩn tướng, mọi thế lực hắc ám đứng trước mặt ông đây đều biến thành lũ cọp giấy cả. Khi nói những lời này, Tề Đẳng Nhàn hất cằm lên, rất ra dáng một kẻ được nước làm tới, nhưng vừa liếc qua phía Ngọc Tiểu Long thì lập tức cúi đầu. Người phụ nữ này đã là trung tướng, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một chuẩn tướng thì quả thực không có tư cách được nước làm tới trước mặt Ngọc Tiểu Long, nếu họ chạm mặt nhau lúc bình thường thì theo lý mà nói hắn còn phải cúi chào cô mới là phải phép. Ngọc Tiểu Long thấp giọng nói, hội trưởng Lý, lúc anh ta nói chuyện thì ông đừng nhìn về phía anh ta, cứ nói cho hết những gì ông muốn trình bày là được. Lý Hà Đồ ngẩn người, sau đó tiếp tục nói, Long Môn của chúng tôi bây giờ không còn đoàn kết như ngày trước nữa, có thể gọi là loạn trong giặc ngoài cũng không ngoa. Hiện tại nội bộ Long Môn đã bị một số thế lực lặng lẽ ăn mòn, nếu không phải như vậy thì tôi cũng chẳng tìm đến cậu. Nếu cậu có thể đảm nhận chức đà chủ của tôi thì cũng tương đương với việc đả kích thế lực đang cố tìm cách xâm lấn Long Môn. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, thế thì tôi lại càng không làm. Bị lấy ra làm công cụ thì tôi được ích lợi gì cơ chứ? Nhà họ Triệu đã phát triển rất nhiều thế lực trong nội bộ Long Môn. Lý Hà Đồ trầm giọng nói. Nghe vậy, Tề Đẳng Nhàn cau mày nghĩ ngợi trầm tư. Lý Hà Đồ tiếp tục nói, mục đích cuối cùng của nhà họ Triệu chính là khống chế toàn bộ Long Môn. Cậu bắt buộc phải chấp nhận thôi, nếu không Long Môn sẽ rơi vào tay nhà họ Triệu, liệu hậu quả sau này sẽ ra sao đây? Tề Đẳng Nhàn nở một nụ cười lạnh, nói quả thực hội trưởng Lý đã giẫm trúng cái chân đang đau nhức của tôi. Lý Hà Đồ hỏi, thế nào, cậu có đồng ý hay không? Ngọc Tiểu Long cũng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi nói, nếu tôi là anh thì tôi sẽ không từ chối đâu. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng nói trước là ông đừng hòng bắt tôi nghe lời. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói với Lý Hà Đồ. Đương nhiên. Cậu gia nhập Long Môn thì chắc chắn mâu thuẫn trong nội bộ của Long Môn sẽ dâng cao hơn bao giờ hết, để thế lực của nhà họ Triệu phải xuất đầu lộ diện mà đấu đá với cậu. Lý Hà Đồ cười nói. Ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được tên lưu manh Tề Đẳng Nhàn này gia nhập Long Môn, đảm nhiệm chức vị đà chủ của phân đà Long Môn ở Ma Đô. Ngọc Tiểu Long cũng khẽ gật đầu, cô nghĩ đây là một chuyện tốt. Nếu nhà họ Triệu thực sự nắm được quyền kiểm soát của một thế lực lớn như Long Môn thì đó lại không phải là chuyện tốt với tất cả mọi người. Lật đổ kẻ thù của họ, người đứng đầu nhà họ Triệu, lại càng là một việc cực kỳ khó khăn. Lý Hà Đồ ném cho Tề Đẳng Nhàn một khối mã não rồi nói, đây là tín vật của phân đà Long Môn ở Ma Đô, cầm tín vật này cũng có nghĩa cậu chính là đà chủ, có thể ra lệnh cho tất cả những đệ tử của Long Môn trong địa phận Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn nhận lấy khối mã não. Nhìn thoáng qua, trên đó có khắc hai chữ Ma Đô. Kể từ giây phút này trở đi, cậu đã là đà chủ của phân đà Long Môn tại Ma Đô, cũng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm tương xứng. Lý Hà Đồ trầm giọng nói.
Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện thêm, chỉ tùy tiện cất khối mã não vào trong túi rồi bảo, không còn gì quan trọng nữa thì tôi đi trước đây nhé. Lý Hà Đồ ngẩn người, thằng nhãi danh này cũng quá là tự tung tự tác rồi đấy. Tề Đẳng Nhàn mở cửa xe, nói với Ngọc Tiểu Long, về chiêu bạo kim đan đó, nếu cô có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. Vừa dứt lời, hắn đã lập tức lái xe rời đi. Lý Hà Đồ cau mày hỏi, tôi nghe đồn mối quan hệ giữa Ngọc Tướng Quân và cậu ta rất căng thẳng cơ mà, sao bây giờ hai người lại có vẻ hữu hảo với nhau quá vậy? Ngọc Tiểu Long bình thản trả lời, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra biến số, chính tôi cũng không ngờ sẽ có ngày mình đồng hành với anh ta. Hơn nữa, chúng tôi đang đứng trên cùng một chiến tuyến. Có điều, thật tình mà nói, anh ta là một con người ưu tú hơn nhiều so với những gì tôi đã tưởng tượng. Và lại, lòng dạ của anh ta rất phóng khoáng. Lý Hà Đồ bĩu môi, ông ta chẳng hề thấy lòng dạ của Tề Đẳng Nhàn phóng khoáng dù chỉ là một chút, chỉ cảm thấy thằng nhãi danh này đúng là khó ưa thật. Hội trưởng Lý đã đích thân tìm tới đây, có thể thấy tình hình ở Long Môn thực sự không ổn, phải chứ? Ngọc Tiểu Long lại hỏi. Đúng vậy, một lời khó nói hết, chẳng bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự đi, tôi cũng mong có thể được Ngọc Tướng Quân hỗ trợ chút ít. Lý Hà Đồ nói. Được biết Tề Đẳng Nhàn đã đồng ý nhậm chức đà chủ của phân đà Long Môn tại Ma Đô, Phó Phong Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Với tất cả mọi người mà nói, đây là một sự kiện vô cùng tốt đẹp. Sự gia nhập của Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã châm ngòi cho một nhân tố nổi loạn mới có thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn lại có mối thù sâu đậm như biển với nhà họ Triệu. Xem ra Ma Đô là phải tới, thứ nhất là phải tham gia thi khảo hạch, thứ hai là phải đảm nhận chức đà chủ Long Môn. Tề Đẳng Nhàn quay lại phòng làm việc của mình tại công ty, thầm thở dài trong lòng. Cũng may là tình hình ở thành phố Trung Hải này cũng đã dần dần ổn định lại. Hắn hoàn toàn có thể thoải mái giao lại tất cả cho Lý Vân Huyền, yên tâm nhìn cô ta quản lý sự vụ dưới tay mình. Tề Đẳng Nhàn ngồi còn chưa ấm chỗ thì Hướng Đông Tinh đã hung hăng tìm tới cửa. Tề Đẳng Nhàn rất muốn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên cốc đầu mấy nhân viên dưới trướng trong công ty này hay không, một đám chỉ biết bán đứng thông tin của lãnh đạo, đó đâu phải hành vi nên làm của một nhân viên tốt. Tề Tổng đúng là có khí phách thật lớn đấy. Vừa mở miệng đã đổ cả trăm triệu vào công ty dược phẩm Thượng Thiện. Thế mà vừa sang ngày hôm sau anh đã bỏ bê công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ khi sắp tan làm mới tới công ty ngồi một lúc. Hướng Đông Tinh vừa mở miệng đã thốt ra những lời châm chọc khiêu khích, nghe quái gở vô cùng. Hướng Tổng đừng nóng vội, tôi bận việc nên mới ra ngoài mà. Tề Đẳng Nhàn bưng trà rót nước cho Hướng Đông Tinh, chỉ mong cô ta sẽ bớt giận. Ha ha ha, bận việc chính là đi gặp mặt bố vợ chứ gì. Tôi cũng rất muốn biết tập đoàn Mộc Tử có thể giúp được gì cho chúng ta. Hướng Đông Tinh ngay lập tức chọc thủng lớp ngụy trang giả vờ giả vịt của hắn. Tề Đẳng Nhàn cực kỳ quẫn bách lúng túng, đánh người không đánh vào mặt, chẳng phải Hướng Đông Tinh nói thẳng toẹt ra thế này là đang không nể mặt hắn hay sao? Hướng Đông Tinh trầm giọng nói, bây giờ công ty càng ngày càng lớn, các mối làm ăn cũng càng lúc càng nhiều. Với cương vị là một tổng giám đốc thì anh không nên ham chơi biếng làm như thế. Nếu không cấp dưới của anh nhìn anh mà làm gương thì họ cũng sẽ không nỗ lực cống hiến đâu. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, tôi chỉ là con rối tổng giám đốc thôi, bà chủ thực sự là cô cơ mà, tôi cần gì để tâm cơ chứ? Hướng Đông Tinh lại càng bất mãn hơn bao giờ hết, cô ta giận dữ hỏi, anh đứng đắn một chút thì sẽ chết hay sao? Tề Đẳng Nhàn có chút lúng túng. Ho khan vài lần rồi nói, tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng, cô không cần lo đâu. Tôi nghĩ tôi nên kể cho cô những gì đã xảy ra ngày hôm nay, có lẽ sắp tới tôi phải tới Ma Đô một chuyến. Nghe Tề Đẳng Nhàn kể xong tình hình hiện tại, Hướng Đông Tinh sửng sốt ngạc nhiên. Đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay, tại sao anh phải nhận lấy nó cơ chứ? Ở lại tỉnh Đông Hải để phát triển từ từ cũng rất tốt cơ mà. Hướng Đông Tinh nói. Cô ta không muốn Tề Đẳng Nhàn rời khỏi thành phố Trung Hải chút nào. Dĩ nhiên tôi biết đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay, nhưng tôi không muốn nhận cũng không được. Hơn nữa, tôi vốn cũng muốn tới Ma Đô để tham dự bài thi khảo hạch của chiến bộ quốc gia. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu trả lời. Hướng Đông Tinh có chút bận tâm về việc Tề Đẳng Nhàn rời khỏi thành phố Trung Hải để đến Ma Đô, cô ta nghĩ chuyện này rất nguy hiểm,
dù sao thành phố Trung Hải mới là đại bản doanh mà họ đã tạo dựng. Hướng Đông Tinh bèn nói, nếu vậy thì chúng ta cũng sẽ chuyển rời chuyện làm ăn đến Ma Đô. Hai ngày trước tôi vừa mới tiếp xúc với một tập đoàn ở Ma Đô, giờ nghĩ lại thì chúng ta có thể thu mua bọn họ. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười hỏi, cô lắm tiền nhiều của đến mức đí cơ à? Hướng Đông Tinh trả lời hắn, tôi nhiều tiền đến mức không tiêu hết được. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn giật khẽ một cái, đúng là bây giờ Hướng Đông Tinh nhiều tiền đến mức không tiêu hết được, tuy số tiền năm ngoái đã bị Gusinski chia ra gần hết nhưng phần còn lại cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Đúng lúc lắm, anh tới Ma Đô làm đà chủ của phân đà Long Môn tại Ma Đô, cũng có thể trải đường sẵn cho tôi. Tôi rời chuyện làm ăn sang bên đó thì hẳn sẽ phát triển rất nhanh. Hơn nữa tập đoàn Trần thì cũng có chi nhánh công ty ở Ma Đô, nếu anh có thể móc nối với bọn họ thì đó sẽ là sự trợ giúp rất lớn. Hai kế hoạch được tiến hành cùng một lúc, nhất định chẳng mấy chốc chuyện làm ăn ở Ma Đô sẽ thành công rực rỡ. Hướng Đông Tinh đã bắt đầu tính trước kế hoạch làm ăn, cô ta cầm một cái bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng. Tề Đẳng Nhàn thấy thế thì giật giật khóe miệng, người phụ nữ này đúng là thuộc kiểu cuồng công việc, và đồng thời cô ta cũng có khứu giác thương nghiệp rất nhạy bén. Thậm chí Hướng Đông Tinh còn có thể quyết định bứt gốc rễ ở thành phố Trung Hải mà chuyển sang làm ăn tại Ma Đô, không thể không thừa nhận, cô ta biết chơi lớn thật. Hướng Đông Tinh nhanh chóng vẽ xong một sơ đồ. Sau đó dường như cô ta nghĩ đến điều gì mà bấm số điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia, hãy liên hệ với tập đoàn Goku ngay lập tức, đàm phán chuyện thu mua với họ. Cái này, Hướng Tổng à, giá trị cổ phần của tập đoàn Goku không thấp đâu, nếu chúng ta thu mua ngay bây giờ thì chỉ sợ số tiền cần bỏ ra sẽ tăng lên gấp bội. Người ở đầu dây bên kia giật thót mình. Không cần mặc cả, cứ thu mua cho tôi không thiếu tiền. À phải rồi. Đừng thu mua dưới danh nghĩa tập đoàn Hướng Thị, hãy dùng danh nghĩa của công ty mà chúng ta từng thu mua ở Mỹ ấy. Hướng Đông Tinh chỉ thản nhiên ra lệnh, trông cô ta cứ như nhà giàu mới nổi. Người ở đầu dây bên kia cũng rất ngạc nhiên, anh ta biết tập đoàn Goku, đó là một công ty khoa học kỹ thuật tư nhân, được định giá khoảng trên dưới 5 tỷ nhân dân tệ. Nếu Hướng Đông Tinh muốn thu mua công ty này thì chỉ sợ cô ta sẽ phải tốn ít nhất là 8 tỷ trở lên. Nhưng cô ta không hề do dự, thậm chí còn không muốn vòng vo rườm rà, thẳng thừng ra lệnh cho họ thu mua công ty đó. Tề Đẳng Nhàn há to miệng, chính hắn cũng không biết rốt cuộc Hướng Đông Tinh lắm tiền nhiều của là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn vẫn không có ý định đi xử lý chuyện công ty mà chỉ dẫn mọi người tới tham quan phòng khám Mai La nay đã chính thức khai trương để đi vào hoạt động. Nói thì nói là phòng khám. Chứ trên thực tế thì đây là một bệnh viện có quy mô cực kỳ lớn. Dù sao cũng là dự án do Vinogradov liên kết với Nam Dương Trần Thị xây dựng nên, sao có thể keo kiệt được. Phòng khám Mai La nằm ngay cạnh thung lũng giết người, trong tương lai nơi này sẽ trở thành vùng đất trung tâm đông đúc, đợi đến khi hoạt động khai phá thung lũng giết người chấm dứt thì chắc chắn lượng khách tới sẽ rất đông. Viện trưởng của phòng khám Mai La là viện trưởng tiền nhiệm của Bệnh viện Trung ương Grow đứng đầu Tuyết Quốc. Tên là Vladimir. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong số những chuyên gia đang công tác tại phòng khám này, có không ít người đến từ Bệnh viện Trung ương của Tuyết Quốc, lại thêm vài người đến từ phòng khám Mayo nổi tiếng nhất nước Mỹ, chỉ cần chọn bừa một vài người là đủ để quét sạch giới y học của bất cứ tỉnh nào. Phòng khám Mai La vừa được khai trương, có không ít người tìm đến đây xem bệnh. Tuy trong khoảng thời gian này thì phòng khám Mai La hoạt động vô cùng khiêm tốn, nhưng số lượng chuyên gia tập trung tại đây quá nhiều khiến nó căn bản không thể không nổi tiếng được, có rất nhiều người nghe danh các chuyên gia mà tìm tới. Thậm chí có một số khách nước ngoài từ các nước láng giềng của nước Hoa còn vội vàng đặt hẹn lịch đến khám tại phòng khám Mai La. Phòng khám Mai La vốn sở hữu những thiết bị tiên tiến được mang sang từ Bệnh viện Trung ương Tuyết Quốc, lại có nhiều chuyên gia cao cấp như vậy. Một khi đã khai trương thì đông khách cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ riêng phòng khám Mai La đã đem lại doanh thu rất khả quan cho công ty ta mỗi tháng. Đáng tiếc chỉ dựa vào một phòng khám bệnh thế này thì không thể chống đỡ toàn bộ công ty được. Tề tổng này, anh phải nghĩ cách gì đi chứ? Dương Quan Quan nhìn phòng khám Mai La vừa mới khai trương đã bùng nổ doanh thu không bộ phận nào sánh kịp, thở dài cảm thán. Cuối cùng dân chúng trong thành phố Trung Hải cũng được hưởng phúc,
nếu có vấn đề nào mà bệnh viện thành phố hoặc bệnh viện tỉnh không thể giải quyết được thì họ cũng không cần phải bôn ba đi tìm bệnh viện tỉnh ngoài phát triển hơn, chỉ cần đến phòng khám Mai La là mọi chuyện sẽ xong xuôi ngay lập tức. Phòng khám Mai La là một bệnh viện tiên tiến và phát triển không thua gì phòng khám Mayo của nước Mỹ, các chuyên gia làm việc ở đây ai cũng thanh danh hiển hách. Tề Đẳng Nhàn cười cười, hỏi, Vladimir đâu rồi? Sao không thấy anh ta ra đón chúng tôi thế? Thưa Tề Tổng, hôm nay viện trưởng Vladimir bận quá nhiều việc nên chưa thể tới đây ngay, xin anh hãy đợi một lúc. Trợ lý của viện trưởng xuất hiện, tỏ ra vô cùng khách khí với Tề Đẳng Nhàn. Vị trợ lý viện trưởng này là một cô gái cực kỳ xinh đẹp tinh thông ngôn ngữ của 6 quốc gia, IQ cũng rất cao, là nhân tài do Nam Dương Trần Thị tiến cử. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, bảo cô ta đi làm việc trước, sau đó dẫn theo một số nhân viên cao cấp của công ty dược phẩm Thiên Lai đi tham quan quanh bệnh viện. Đại đa số những loại thuốc ở phòng khám Mai La đều do công ty dược phẩm Thiên Lai bao thầu, chỉ có những loại thuốc mà công ty dược phẩm Thiên Lai không thể sản xuất được thì họ mới nhập hàng từ những công ty dược phẩm khác. Park Sung Shin cũng tới kìa. Dương Quan Quan tai thính mắt tinh, tự dưng lại trông thấy Park Sung Shin với khí chất phô trương khoe khoang giữa đám người đông đúc, bèn cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn lại, cũng trông thấy anh ta. Hắn cười ha ha rồi nói, đúng là không phải oan gia thì sẽ không gặp mặt. Hẳn anh ta đến phòng khám Mai La để đề xuất thỏa thuận nhập thuốc nhỉ. Tiện thể còn có thể kiếm được thêm nhiều mối làm ăn nữa. Park Sung Shin lợi dụng phương thuốc đặc hiệu của Triều Tiên để nắm giữ con đường nhập hàng của các bệnh viện lớn trong tỉnh Đông Hải. Giờ phòng khám Mai La vừa mới khai trương mà anh ta đã vội vàng đến thăm dò rồi. Phương thuốc đặc hiệu mà Park Sung Shin có trong tay được nhập khẩu với giá cả rất đắt, nhưng các bệnh viện lớn lại thường xuyên sử dụng phương thuốc này. Hơn nữa còn dùng với liều lượng không hề ít, anh ta lợi dụng ưu thế thiên nhiên của nước mình để giảm giá thành phương thuốc xuống, dù một số bệnh viện có không muốn giao lưu buôn bán với anh ta thì cũng phải chủ động tìm đến tận cửa. Ôi chao, đây không phải Tề Tổng, người đã đánh cược với tôi rằng sẽ khiến công ty dược phẩm Thiên Lai vượt mặt công ty dược phẩm Thượng Thiện của chúng tôi hay sao? Thế nào, chẳng lẽ cậu cũng đến bàn chuyện làm ăn với phòng khám Mai La à? Trông thấy Tề Đẳng Nhàn. Park Sung Shin lập tức bước tới. Chim nhỏ đấy à, lại gặp anh rồi, đúng là không phải oan gia thì sẽ không gặp mặt. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói. Mỗi lần gặp nhau là Tề Đẳng Nhàn lại gọi Park Sung Shin là chim nhỏ, khiến mặt Park Sung Shin sầm xuống đen xì. Park Sung Shin nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt mỉa mai, anh ta nói, nếu công ty dược phẩm Thượng Thiện chúng tôi đã tới đây thì cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Không có cơ hội nào đâu. Không phải trong phòng khám không có đại diện của những công ty dược phẩm khác tìm đến với mong muốn được hợp tác làm ăn. Lúc này, trông thấy Park Sung Shin, tất cả bọn họ đều đau đầu biến sắc. Phương thuốc đặc hiệu của Park Sung Shin khiến rất nhiều công ty dược phẩm khác đau đầu không gì sánh được, lượng hàng hóa bán ra cứ giảm đi từng ngày, nếu cứ tiếp tục thế này nữa thì chỉ sợ số tài sản của tất cả mọi người đều sẽ giảm bớt. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng có chút hả hê, tập đoàn Hướng Thị bỏ ra một số tiền lớn để thành lập công ty dược phẩm Thiên Lai, kết quả là chuyện làm ăn của công ty dược phẩm Thiên Lai lại đi vào ngõ cụt, tổn thất của công ty dược phẩm Thiên Lai còn lớn hơn tổn thất của phía bọn họ rất nhiều. Ngay cả xí nghiệp hàng đầu như tập đoàn Hướng Thị cũng không có cách vươn lên, mọi người cũng chỉ biết bó tay thở dài mà thôi. Vậy sao, chúng tôi không có cơ hội nào à? Tề Đẳng Nhàn nhìn Park Sung Shin. Gương mặt cười mà như không cười, thản nhiên hỏi lại. Phòng khám Mai La là một cơ sở khám chữa bệnh còn cao cấp hơn cả bệnh viện tỉnh Đông Hải. À thôi, không nhắc đến bệnh viện tỉnh nữa, đó là vết thương lòng của cậu còn gì. Chỉ cần so với bệnh viện thành phố Trung Hải thôi là đủ để các cậu hiểu các cậu không có chút cơ hội nào. Ha ha! Chẳng lẽ cậu nghĩ một cơ sở y khoa cao cấp có quy mô lớn thế này sẽ không chọn một công ty nổi tiếng hơn như công ty dược phẩm Thượng Thiện sao? Park Sung Shin nói bằng vẻ mặt ngạo nghễ, anh ta có cảm giác rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chừng nào vẫn còn quyền sở hữu phương thuốc đặc hiệu, anh ta có thể có được cả thiên hạ này. Những đại diện của các công ty dược phẩm khác đang lặng lẽ quan sát cũng rầu rĩ trong lòng, hành động bán thuốc đặc hiệu với giá rẻ của công ty dược phẩm Thượng Thiện quả là đã triệt đường sống của các đối thủ cạnh tranh khắp bốn phía. Park Sung Shin vừa dứt lời. Quả nhiên sắc mặt của các nhân viên cao cấp thuộc công ty dược phẩm Thiên Lai lập tức trở nên rất khó coi.
Đám người ở bệnh viện tỉnh đúng là đáng ghét, chỉ nhập ở chỗ họ mấy thứ lặt vặt như oxy già và nước sát trùng vân vân, căn bản chẳng có bao nhiêu lợi nhuận đáng nói. Những thứ tốt thì gần như họ chỉ lấy ở chỗ công ty dược phẩm Thượng Thiện. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, chim nhỏ à, anh không nên nói ra những lời như vừa rồi đâu, coi chừng có ngày lại bị bẽ mặt đấy. Park Sung Shin đáp trả, ồ, nhưng mà tôi lại thích nói thế đấy. Công ty dược phẩm Thượng Thiện của chúng tôi sẽ bao thầu toàn bộ thuốc của phòng khám Mai La. Đến cả Chúa Giê-xu cũng đừng hòng thay đổi được kết quả này. Tôi nói thế đấy. Park Sung Shin ăn nói vô cùng khí phách, thậm chí anh ta còn hung hăng dốc ngược ngón cái xuống đất hai lần, sự tự tin lộ ra cực kỳ rõ rệt. Trên gương mặt của Dương Quan Quan hiện lên vẻ tức cười, công ty dược phẩm Thiên Lai thậm chí còn ký cả hợp đồng với phòng khám Mai La rồi cơ, họ hầu như chịu trách nhiệm cung cấp 80% số thuốc cho phòng khám Mai La sử dụng, bây giờ Park Sung Shin lại nói ra những lời như vậy, quả thực có chút khôi hài. Chim nhỏ à, anh chắc chắn rằng anh có thể giành được quyền cung cấp thuốc cho phòng khám Mai La phải không? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại như có điều suy nghĩ. Tôi có phương thuốc đặc hiệu, công ty dược phẩm Thiên Lai các cậu là cái thá gì mà dám so sánh với chúng tôi? Park Sung Shin lạnh lùng nói. Đúng lúc ấy, trưởng khoa dược của phòng khám Mai La xuất hiện. Trùng hợp thay là vị trưởng khoa này cũng là người Triều Tiên, thậm chí ông ta còn có quen biết với Park Sung Shin từ ngày trước nữa. Dù công ty dược phẩm Thiên Lai đã ký hợp đồng với phòng khám Mai La nhưng quá trình cung ứng dược phẩm toàn diện vẫn chưa được bắt đầu, hơn nữa cuộc cá cược vẫn còn đó, chuyện này được giữ bí mật khá kín kẽ, Vladimir chưa từng kể cho bất kỳ ai. Ngay cả trong số những bệnh nhân tới xem bệnh hôm nay cũng có không ít người cầm đơn thuốc đến bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện thành phố để mua thuốc kê đơn, bởi vì trừ những loại thuốc cơ bản ra thì đến nay phòng khám Mai La còn thiếu rất nhiều loại thuốc chưa nhập về. Trưởng khoa dược tên là Choi Chae-min, ông ta vừa nhìn thấy Park Sung Shin đã treo nụ cười tủm tỉm lên mặt, tổng giám đốc Park đấy à, ban nãy tôi bận quá nên không thể tiếp đón từ xa, mong cậu không thấy phiền lòng. Vì phòng khám vừa mới được khai trương nên các đơn vị hành chính đều rất bận rộn, Choi Chae-min phải tiếp đón hết người này đến người khác, toàn là những người giữ chức vị cao trong các xí nghiệp dược phẩm, ông ta thực sự rất bận rộn. Ha ha ha, trưởng khoa Choi. Không ngờ ông lại lợi hại đến mức có thể công tác tại phòng khám Mai La. Quả nhiên những người ưu tú thì đi đến nơi nào cũng được người ta trọng dụng hết. Park Sung Shin lập tức giở trò vuốt đuôi nịnh bợ. Tổng giám đốc Park đã quá khen rồi, tôi cũng chỉ là may mắn mà thôi, bản thân tôi cũng không ngờ mình thực sự có thể đến công tác tại phòng khám Mai La. Trong giọng điệu của Choi Chae-min cũng khó mà giấu nổi chút đắc ý, ông ta bắt tay với Park Sung Shin. Park Sung Shin quăng cho Tề Đẳng Nhàn một ánh mắt khinh thường rồi nói, đi thôi, trưởng khoa Choi à, chúng ta hãy cùng bàn về chuyện cung ứng dược phẩm cho nơi này. Choi Chae-min vung tay, đáp lại, mời cậu vào phòng làm việc của tôi ở ngay bên cạnh. Trông thấy Park Sung Shin xun xoe nịnh bợ Choi Chae-min như thế, Dương Quan Quan nhíu mày, cô ta lạnh giọng hỏi, trưởng khoa Choi có muốn tiếp đãi khách thì cũng phải chú ý đến thứ tự trước sau chứ. Chúng tôi không có tư cách lọt vào mắt xanh của ông à. Choi Chae-min bỏ qua tất cả mọi người để tiếp đãi một mình Park Sung Shin, khiến họ vô cùng căm tức. Lời nói này của Dương Quan Quan cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Choi Chae-min sửng sốt ngạc nhiên, ông ta quay đầu, tỉnh bơ hỏi, các cô cậu thuộc công ty dược phẩm nào thế? Công ty dược phẩm Thiên Lai, Dương Quan Quan lạnh lùng trả lời. Choi Chae-min cười xùy một tiếng, nói tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy tên công ty của các cô cậu. Công ty của các cô cậu chỉ là một công ty rác rưởi mà cũng xứng đáng được tôi tiếp đãi hay sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên buông một câu, tôi còn tưởng phòng khám Mai La chỉ toàn nhận những người có tư chất cao vào làm việc, không ngờ cũng có cả loại rác rưởi thế này. Vì câu nói mỉa mai của hắn mà Choi Chae-min lập tức nổi trận lôi đình, ông ta quay lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói cậu là cái thá gì mà có tư cách đánh giá tôi? Park Sung Shin đứng ở một bên xem náo nhiệt mà không chê chuyện lớn, anh ta chen vào, trưởng khoa Choi, người này chính là tổng giám đốc của công ty dược phẩm Thiên Lai, cậu ta chỉ đang thẹn quá hóa giận thôi, ông không cần để ý đến cậu ta làm gì. Choi Chae-min nghe được những gì anh ta vừa nói thì lại càng tỏ vẻ khinh thường, ông ta tuyên bố công ty dược phẩm Thiên Lai đúng không? Tôi nói cho các cô cậu biết,
từ nay về sau phòng khám Mai La sẽ không bao giờ làm ăn với công ty dược phẩm Thiên Lai nữa. Chỉ cần tôi còn ở khoa dược ngày nào thì ngày đó các cô cậu đừng mong được đưa thuốc vào đây. Thậm chí dù chỉ là một giọt cồn thì cũng đừng mơ tôi sẽ nhập của các cô cậu về. Nghe được những lời này, Park Sung Shin bật cười ha ha, vô cùng đắc ý và vinh váo. Đây là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo không biết điều đấy, bọn họ thực sự nghĩ ai cũng sẽ phải chiều theo ý của bọn họ hay sao? Dương Quan Quan cũng khinh thường đáp trả, công ty dược phẩm Thiên Lai của chúng tôi có đưa được thuốc vào phòng khám Mai La hay không, không phải là chuyện mà một trưởng khoa dược nhỏ bé như ông có thể quyết định. Người quyết định sẽ là chúng tôi. Choi Jae-min cười to, cô đang kể chuyện hài gì thế? Khoa dược chúng tôi không có quyền quyết định mà các cô cậu đây lại có quyền quyết định cơ à? Buồn cười thật. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lời, ừ, cô ta nói phải đấy. Khoa dược các người không có quyền quyết định. Park Sung Shin nói, trưởng khoa Choi à, chúng ta không nên nuông chiều mấy con người ngu dốt này nữa, chỉ cần trực tiếp ký hợp đồng ngay trước mặt bọn họ là được rồi. Từ nay về sau hãy cứ giao nguồn nhập thuốc của phòng khám Mai La cho công ty dược phẩm Thượng Thiện chúng tôi. Choi Jae-min vừa nghe đã thấy ý tưởng này rất tốt, ông ta bèn đồng ý ngay, được, hay lắm, tôi thấy thế là ổn nhất. Park Sung Shin quay mặt về phía Tề Đẳng Nhàn, cười nói, lát nữa tôi và chủ nhiệm Choi sẽ ký hợp đồng cung cấp hàng hóa ngay trước mặt cậu, cậu hãy chống mắt lên mà xem công ty dược phẩm Thượng Thiện chúng tôi sẽ đưa thuốc vào phòng khám này bằng cách nào. Thứ vô dụng. Đúng lúc đó, tiếng xe vận tải cỡ lớn truyền vào từ ngoài cửa. Park Sung Shin quay đầu nhìn lại, khuôn mặt biến sắc. Trên thùng xe của những xe vận tải cỡ lớn kia đều được in 4 chữ dược phẩm Thiên Lai. Hơn 10 chiếc xe vận tải cỡ lớn xếp thành một hàng dài ở cổng phòng khám, cửa xe mở ra, ba nhân viên vận chuyển nhảy xuống đất rồi bắt đầu mở thùng xe để dỡ những thùng thuốc bên trong xuống. Tôi đã nói rồi. Việc công ty dược phẩm Thiên Lai có thể cung cấp dược phẩm cho phòng khám Mai La hay không không phải do các người quyết định. Tôi sẽ quyết định, Tề Đẳng Nhàn nút hai tay vào trong túi, nói với gương mặt không chút biểu cảm. Những đại diện của các công ty dược phẩm khác đang xem náo nhiệt cũng phải giật mình, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thuốc của công ty dược phẩm Thiên Lai được trực tiếp vận chuyển vào phòng khám ư? Choi Jae-min lập tức xông ra ngoài, sắc mặt khó coi. Ông ta ngăn những nhân viên vận chuyển lại rồi giận dữ hỏi, vì lý do gì mà các anh lại đưa thuốc vào phòng khám chúng tôi? Thưa ngài, chúng tôi chỉ đến giao hàng thôi, đây là nhiệm vụ của công ty chúng tôi mà. Một nhân viên vận chuyển nhìn ông ta với gương mặt khó hiểu, không biết tại sao Choi Jae-min lại tức giận đến thế. Choi Jae-min giận tới nỗi tím cả mặt, ông ta quát lên, dừng lại hết cho tôi, để tôi hỏi rõ trước rồi làm gì thì làm. Vừa dứt câu, ông ta chộp lấy hóa đơn dịch vụ trong tay một nhân viên vận chuyển, sắc mặt càng lúc càng trở nên thêm phần khó coi. Park Sung Shin đi tới, mặt mày đen xì xì, chủ nhiệm Choi, có chuyện gì thế này? Anh ta cũng không muốn công ty dược phẩm Thiên Lai tóm được một khách hàng lớn như phòng khám Mai La, hôm nay vừa mới khai trương mà lượng bệnh nhân đổ về phòng khám Mai La đã lớn như vậy, chắc chắn sau này tốc độ tăng trưởng của phòng khám sẽ không hề thấp. Đến lúc đó, chỉ cần nhờ vào phòng khám Mai La là công ty dược phẩm Thiên Lai đã có thể kiếm được không ít vốn liếng. Là ai, ai dám to gan thế này, dám bỏ qua trưởng khoa dược là tôi đây để hợp tác với công ty dược phẩm Thiên Lai. Choi Jae-min nổi đóa lên. Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng và bất lực của Choi Jae-min, khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn cong lên thành một vòng cung đầy lạnh lùng chế giễu. Đám người Dương Quan Quan cũng nhìn ông ta như đang xem xiếc khỉ. Choi Jae-min gọi vài nhân viên bảo vệ tới, tức giận nói, không được để công ty dược phẩm này đặt chân vào phòng khám, đó là mệnh lệnh của tôi. Dương Quan Quan đứng ở một bên phản bác lại lời nói của ông ta, dựa vào cái gì mà ông không cho chúng tôi vào đây. Chúng tôi đã ký hợp đồng xong xuôi với phòng khám Mai La, lời nói của ông chẳng có chút tác dụng nào hết. Choi Jae-min cười lạnh, tôi nói là không cho vào thì tức là không cho vào, tôi có thể cho bất kỳ công ty dược phẩm nào vào đây. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho công ty dược phẩm của các cô cậu vào đây. Ký hợp đồng xong xuôi rồi thì đã sao? Tôi là trưởng khoa dược, tôi không nhận thì cũng không một ai dám nhận thuốc của các cô cậu. Cô muốn đưa thuốc của công ty cô vào đây chứ gì? Được thôi,
tất cả các cô cậu quỳ xuống trước mặt tôi rồi dập đầu ba cái thử xem, rồi tôi sẽ suy xét. Tề Đẳng Nhàn cười cười, bình tĩnh nói, chủ nhiệm Choi à, cố tình gây sự cũng không phải chuyện hay ho gì đâu. Nếu ông làm như vậy thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Các bệnh nhân đều đang đợi được dùng thuốc kia kìa. Sắc mặt của Choi Jae-min khó coi cực kỳ, ông ta chính là trưởng khoa dược của phòng khám, vậy mà ông ta lại không hề biết phòng khám đã ký hợp đồng với một công ty dược phẩm, thậm chí quá trình cung ứng dược phẩm đã được bắt đầu rồi. Ông ta chưa bao giờ thấy một chuyện gì vô lý đến mức này. Tôi nói không được là không được, tôi mẹ nó đếch cần biết cậu là ai, tôi cứ ra lệnh đấy. Càng lúc Choi Jae-min lại càng giận dữ. Gương mặt của Dương Quan Quan lạnh tanh không hề đổi sắc, ông muốn vi phạm hợp đồng à? Vi phạm hợp đồng thì đã sao? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi sẽ trả. Tổng Giám đốc Park, bây giờ cậu hãy ngay lập tức bảo người của công ty cậu chở hàng sang đây đi, bắt đầu quá trình cung ứng và phân phối dược phẩm ngay bây giờ, hợp đồng thì để ký bổ sung sau cũng được. Choi Jae-min quyết tâm không buông tha cho công ty dược phẩm Thiên Lai. Ông ta ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ ngăn toàn bộ những nhân viên vận chuyển của công ty dược phẩm Thiên Lai ngoài cửa, không cho phép dược phẩm được nhập vào trong kho hàng. Một trưởng khoa dược như ông ta nổi trận lôi đình, cũng không ai dám không nghe lệnh. Hơn nữa, nếu không có người của khoa dược nghiệm thu thì đống thuốc này cũng chỉ là một đống phế phẩm. Nghe xong những lời của Choi Jae-min, Park Sung-sin lập tức vui mừng nói, được được được, chủ nhiệm Choi cứ yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp người vận chuyển dược phẩm đến đây ngay lập tức. Choi Jae-min quay đầu lại, cười lạnh nói, ban nãy tôi đã nói rồi, dù chỉ là một giọt cồn thì cũng đừng mơ tôi sẽ nhập của các cô cậu về, vi phạm hợp đồng thì sao, tôi cứ vi phạm hợp đồng đấy, các cô cậu còn có thể làm gì được tôi. Ánh mắt Dương Quan Quan lạnh lẽo, cô ta khẽ cử động đôi chân, bước đến trước mặt Choi Jae-min, vừa giơ tay đã dùng băng quyền đấm thẳng vào bụng của ông ta. Bốp! Một tiếng động nhỏ vang lên, Choi Jae-min cũng theo đó mà ngã phịch xuống đất, cả người ông ta cuộn lại, trông hệt như một con tôm đã chín đang lăn lộn trên đất với gương mặt thống khổ. Dương Quan Quan mỉm cười nói, ông dám làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của chúng tôi, dĩ nhiên tôi phải ra tay đánh cho ông một trận vì cái tội ăn nói linh tinh mới được. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nhìn Dương Quan Quan, ồ! Cô gái này đúng với câu nói nửa đời trước nhu nhược sợ hãi đến đâu thì nửa đời sau mạnh mẽ kiên cường chừng ấy quá nhỉ. Sau khi quay lại từ nhà tù Udo hồi Tết, tính cách của Dương Quan Quan đúng là đã thay đổi rất nhiều. Trông thấy Choi Jae-min bị đánh, gương mặt của Park Sung-sin biến sắc, nhưng đồng thời anh ta cũng vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tuy không biết công ty dược phẩm Thiên Lai đã dùng biện pháp gì để qua mặt khoa dược và ký hợp đồng cung ứng dược phẩm trực tiếp với phòng khám Mai La, nhưng bây giờ Dương Quan Quan đã xuống tay với trưởng khoa dược là Choi Jae-min, thế thì liệu phòng khám Mai La còn để im cho bọn họ được hay sao? Nghe nói phòng khám Mai La là cơ sở khám chữa bệnh có chủ là người nước ngoài, hơn nữa còn được hai chủ đầu tư liên thủ với nhau cùng góp vốn xây dựng. Đánh người của phòng khám này chẳng phải là tự mình đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Mọi người xung quanh cũng hoảng hốt sợ hãi, người của công ty dược phẩm Thiên Lai hôm nay cũng quá ngang ngược rồi, ai mà ngờ họ lại dám ra tay đánh đập trưởng khoa dược của phòng khám Mai La. Con đàn bà chết tiệt này, mày dám đánh tao, cho Choi Jae-min đau đến mức phun ra một ngụm nước chua trong miệng, đến gượng dậy cũng không gượng dậy nổi. Dương Quan Quan đã trải qua quá trình rèn luyện của một giám ngục nhà tù Udo. Hiện tại cô ta chính là một người phụ nữ có vũ lực rất cao, một đấm kia có thể nói là nện thẳng vào dạ dày của Choi Jae-min. Dương Quan Quan lạnh mặt nhìn ông ta, không nói gì. Park Sung-sin giả mù sa mưa đỡ Choi Jae-min dậy từ dưới đất rồi nói, trưởng khoa Choi, ông không sao chứ? Tôi thấy hay là chúng ta cứ trực tiếp liên hệ với các lãnh đạo của phòng khám để bọn họ tới xử lý những người này. Ngay lúc đó, Choi Jae-min trông thấy Vladimir đang bước tới. Viện trưởng của phòng khám này, ngài Vladimir đã tới. Choi Jae-min nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tao không cần biết chúng mày đã âm thầm liên hệ với ai nắm giữ chức vụ cao trong phòng khám mà dám qua mặt trưởng khoa dược là tao đây. Hôm nay chúng mày và thằng đó đều xong đời rồi. Vladimir là một người đàn ông khoảng chừng gần 60 tuổi, thân hình cao lớn và cường tráng, chỉ có điều hơi mập. Vì nghe được tin Choi Jae-min bị đánh nên ông mới tới đây.
Vladimir vừa tới đã trông thấy Choiche Min cả người chật vật, nét mặt quằn quại, bèn nhíu mày thật chặt rồi cất tiếng hỏi, trưởng khoa Choi, vừa có chuyện gì xảy ra thế, tôi nghe nói ông bị đánh. Park Sung Shin lập tức trả lời ông, thưa ngài Vladimir, có một công ty dược phẩm đã uy hiếp trưởng khoa Choi để ép ông ấy nhận dược phẩm của công ty mình cung cấp vào phòng khám. Trưởng khoa Choi không đồng ý, vậy nên mới bị bọn họ đánh, ông phải đứng ra nói giúp cho trưởng khoa Choi đi. Nghe những lời anh ta nói, Vladimir bèn nổi giận, cái gì? Không ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Chẳng lẽ bọn họ không biết bối cảnh của phòng khám Mai La chúng tôi ra sao? Choiche Min đưa tay chỉ vào Dương Quan Quan, ho khan một tiếng, thưa ngài viện trưởng, chính là cô ta đấy ạ, không biết cô ta đã dùng phương thức nào để qua mặt khoa dược chúng tôi mà ký hợp đồng cung cấp dược phẩm cho phòng khám, sau đó bị tôi phát hiện. Sắc mặt Vladimir vô cùng khó coi, cô là cái thá gì mà lại dám ra tay đánh trưởng khoa dược của phòng khám chúng tôi? Cô thuộc công ty nào? Dương Quan Quan toan mở miệng đáp lời. Nhưng Vladimir lại khoát tay chặn họng cô ta, cô có thuộc công ty nào đi nữa cũng không quan trọng. Nếu đã đánh người thì phải biết nhận sai, cô hãy ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi trưởng khoa cho tôi. Nếu không tôi cũng sẽ không nể cô là phận đàn bà con gái chân yếu tay mềm đâu. Kẻ nào dám trêu vào người dưới trướng tôi thì chỉ có một con đường chết. Park Sung Shin đứng cạnh đó chứng kiến cảnh tượng này mà lòng nở hoa, anh ta quả thực muốn cười thật to, đám người của công ty dược phẩm Thiên Lai quá ngang ngược kiêu căng, giờ thì người có thể dạy cho bọn họ một bài học đã tới. Viện trưởng Vladimir Vinogradov cho ông đảm nhận chức viện trưởng này là để ông giúp chúng tôi kiếm tiền, chứ không phải để ông cáo mượn oai hùm mà tỏ ra tự cao tự đại, giả vờ oai phong. Tề Đẳng Nhàn bước ra từ giữa đoàn người phía sau Dương Quan Quan, thản nhiên nói. Cậu là cái thá gì? Vladimir vừa mới nói được nửa câu đã nhìn rõ mặt Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt ông ta biến đổi trong nháy mắt, giọng điệu cũng khác hẳn đi, Tề Tổng đấy à, chào cậu. Tất cả mọi người xung quanh đều phải sững sờ. Tề Đẳng Nhàn quay sang phía Choiche Min, cười, nói với ông ta. Không phải trưởng khoa Choi muốn biết chúng tôi bỏ qua khoa dược các ông để bàn chuyện làm ăn với ai sao? Người đó đang đứng trước mặt ông đây này, chính là viện trưởng Vladimir đấy. Nghe xong những lời đó, Choiche Min cũng vô cùng ngạc nhiên, ông ta trợn to hai mắt, tức giận nói cái này, không thể nào. Tề Đẳng Nhàn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vladimir mà cười lạnh, tôi cũng đang muốn hỏi chuyện ngài viện trưởng đây. Công ty của chúng tôi vội vàng vận chuyển thuốc men đến cho phòng khám, vậy mà người của các ông lại cố ý chặn tất cả dược phẩm lại ở bên ngoài, từ chối không chịu nghiệm thu, các ông có ý gì? Khuôn mặt già nua của Vladimir run rẩy, ông bực bội nhìn Choiche Min rồi quát ông ta, trưởng khoa Choi, ai cho ông cái lá gan dám từ chối nghiệm thu số dược phẩm mà đích thân tôi đã yêu cầu? Choiche Min nghe tiếng quát ấy mà ngẩn cả người, nhất thời không thốt ra được câu nào để đáp lại. Vladimir đi tới, giơ chân, đạp một cú cho Choiche Min ngã nhào xuống đất. Cái bụng vốn đã bị Dương Quan Quan đấm đau nhức của ông ta giờ lại lần nữa phải chịu nạn. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi với các vị khách quý cho tôi, nếu không thì lo thu dọn hành lý mà cút về cái đất nước chim nhỏ của ông đi. Vladimir giận dữ nói. Park Sung Shin đứng ở một bên thấy thế thì trợn tròn hai mắt, anh ta nắm được rất nhiều thông tin từ cuộc đối thoại giữa Vladimir và Tề Đẳng Nhàn. Phòng khám Mai La này là do Vinogradov rót vốn xây dựng nên, cũng khó trách những vật tư y tế ở nơi này đều được nhập khẩu từ các bệnh viện của Tuyết Quốc. Nếu là do Vinogradov xây thì chẳng phải việc công ty dược phẩm Thiên Lai của Tề Đẳng Nhàn muốn bao thầu chọn gói nguồn cung dược phẩm cũng chỉ là việc quá đỗi đơn giản thôi sao? Còn cậu nữa, Park Sung Shin, đến từ công ty dược phẩm Thượng Thiện phải không? Ban nãy chính là cậu đứng ở một bên đổ dầu vào lửa. Tạo ra xích mích giữa phòng khám của chúng tôi với công ty dược phẩm Thiên Lai. Cậu nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, phòng khám Mai La của chúng tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng bất kỳ loại dược phẩm nào có liên quan đến công ty dược phẩm Thượng Thiện các cậu. Vladimir bắt đầu tính sổ từng người một, bây giờ ông mới tính đến trên đầu Park Sung Shin. Sắc mặt của Park Sung Shin vô cùng khó coi, anh ta mở miệng nói, viện trưởng Vladimir à, ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Công ty dược phẩm Thượng Thiện chúng tôi có bán phương thuốc đặc hiệu giá rẻ, tính đi tính lại thì hợp tác với chúng tôi là lời nhất. Vladimir vung tay,
cười lạnh đáp lời, thuốc của cái đất nước chim nhỏ các cậu thì có gì hay ho. Tôi không cần phương thuốc đặc hiệu của cậu đâu, nhớ cho kỹ những lời tôi vừa nói rồi mau chóng cút đi. Hơn nữa, tôi xin nói cho cậu biết, kể từ giờ phút này phòng khám Mai La chúng tôi sẽ từ chối tiếp đãi tất cả những nhân viên công chức có liên quan đến công ty dược phẩm Thượng Thiện. Trừ phi cậu nói lời xin lỗi ngay bây giờ. Park Sung Shin nghiến răng kèn kẹt, được, Vladimir, ông nói thì hay lắm. Ông đây đếch thèm hợp tác làm ăn với các người. Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người muốn bỏ đi. Trước khi đi, Park Sung Shin còn trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi hung tợn nói, đừng tưởng cậu bao thầu được chuyện làm ăn với phòng khám Mai La là đã có thể huênh hoang kiêu ngạo, quy mô của phòng khám Mai La này so ra kiểu gì cũng thua tất cả những bệnh viện trong toàn tỉnh Đông Hải này gộp lại. Đến lúc đó, 100 triệu của cậu, tôi thắng chắc. Park Sung Shin vung tay, đám người của công ty dược phẩm Thượng Thiện cũng đều bám theo anh ta. Vladimir vẫn nở nụ cười nhạt bên môi, đợi Park Sung Shin đi rồi mới quay sang phía Tề Đẳng Nhàn, liên tục nói xin lỗi rồi nịnh nọt hắn, Tề Tổng, cậu có thấy hài lòng với cách xử lý của tôi không? Cái tên ngu dốt này vẫn còn chưa xin lỗi tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra chỉ vào mặt Choi Jae-min, lạnh nhạt đáp lại. Ông vẫn còn chưa xin lỗi cơ à? Vladimir vừa quay đầu đã lật mặt, tức giận giống lên. Ông suýt thì bị tên ngu Choi Jae-min này chọc cho tức chết rồi, nếu không phải Vladimir tới kịp lúc thì chỉ sợ tên ngu này sẽ còn đắc tội với đoàn người Tề Đẳng Nhàn nhiều hơn nữa. Đến lúc đó, sự việc sẽ truyền đến tai Vinogradov, bản thân ông khó mà không bị nhận đánh giá là làm việc không tử tế. Nếu Vinogradov nổi giận, một kẻ thấp cổ bé họng như Vladimir không thể nào gánh nổi đâu. Tề Đẳng Nhàn không có ý định bảo Vladimir khai trừ cho Jae-min, thậm chí hắn còn để ông ta tiếp tục công việc của mình ở khoa dược. Một người đã bị dọa cho sợ vỡ mật thì sẽ càng thêm nghe lời. Cho Jae-min rối rít cảm tạ Tề Đẳng Nhàn một phen rồi rời đi trong bộ dạng vô cùng chật vật. Vladimir nói, Tề Tổng, tôi thực sự rất xin lỗi, vì hôm nay tôi quá bận rộn nên mới nhất thời sơ sẩy để những chuyện như thế này xảy ra. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lời, con người chứ có phải bậc thánh hiền đâu, ai mà hoàn hảo được. Vladimir xoa xoa mồ hôi trên trán mình, cười nói, Tề Tổng, có vẻ chuyện làm ăn của bệnh viện sẽ vô cùng tốt, đến lúc đó chuyện làm ăn của chúng ta cũng sẽ càng phát triển hơn. Phòng khám Mai La đông như kiến cỏ, tất cả mọi người đều tìm đến để khám bệnh, trong số đó còn có không ít những bậc danh nhân vô cùng nổi tiếng. Cứ như vậy, sử dụng hiệu ứng của những người nổi tiếng. Chỉ sợ từ nay về sau phòng khám Mai La sẽ trở thành nơi có tốc độ phát triển đáng sợ nhất trên toàn bộ nước Hoa này. Công tác đặt chỗ trước cần được xử lý thật tốt, tôi đoán là phòng chừng chỉ trong vòng 3 ngày thôi phòng khám của các ông sẽ được đặt lịch hẹn đến tận tháng sau nhỉ, Tề Đẳng Nhàn đi một vòng quanh phòng khám cùng Vladimir, cảm thán. Đúng thế, Vladimir cũng cực kỳ vui vẻ. Ở một số bệnh viện tương đối nổi tiếng tại nước Hoa, muốn đặt lịch khám trước thì sẽ vô cùng khó khăn. Thậm chí cả lịch 3 tháng sau cũng chẳng có mà đặt. Một khi phòng khám Mai La nổi danh, chắc chắn độ khó của việc đặt lịch khám tại nơi này sẽ không kém là bao so với các bệnh viện lớn kia. Được rồi, không còn chuyện gì khác quan trọng thì chúng tôi sẽ đi trước, chuyện vận chuyển dược phẩm sẽ không bị trì hoãn. Vâng, Tề Tổng vất vả rồi. Vladimir đi cùng tiễn đám người Tề Đẳng Nhàn ra tận bãi đỗ xe. Tề Đẳng Nhàn vung tay, dẫn mọi người rời đi. Vladimir âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng may là Tề Đẳng Nhàn không truy cứu gì thêm nữa, nếu không ông cũng chẳng thể thoái thác được tội lỗi của bản thân. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan cùng ngồi trên xe, bỗng nhiên điện thoại của Dương Quan Quan reo vang. Dương Quan Quan tiếp điện thoại, nói vài câu rồi tỏ ra vô cùng sửng sốt. Làm sao vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tề Tổng, có phải do anh nhúng tay vào không? Vô số những bệnh viện nhỏ của chiến khu Chu Tước đều đang tìm đến chúng ta để đàm phán hợp đồng, họ muốn sử dụng dược phẩm do chúng ta cung cấp. Dương Quan Quan kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì sửng sốt, nhíu mày, hắn chưa bao giờ có mối liên hệ nào với các bệnh viện ở chiến khu Chu Tước, cũng không biết ai đã đứng đằng sau thúc đẩy sự việc này. Hắn nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến Ngọc Tiểu Long. Chính Ngọc Tiểu Long đã nói nhất định mai sau cô ta sẽ báo đáp.
Nghĩ lại mới thấy, Tề Đẳng Nhàn dạy cô một chiêu bạo kim đan, cô bèn báo đáp bằng phương thức thế này, cũng có thể gọi là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, nếu họ muốn ký hợp đồng cung ứng dược phẩm với chúng ta thì cứ ký cùng họ đi. Có gì mà do dự mãi thế? Dương Quan Quan nói, mấy chuyện may mắn như thể có bánh từ trên trời rớt xuống thế này cứ làm tôi thấy có gì đó sai sai. Tề Đẳng Nhàn nói, cô biết cảnh giác thì tốt, nhưng chuyện này đâu có gì mà sai. Dương Quan Quan đã yên tâm rồi, cô ta lại nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia. Mình vẫn còn một vài chiêu lợi hại nữa, có nên luận bàn một chút với Ngọc Tiểu Long, tiếp đó lại tiện tay dạy cho cô ta một chút rồi kiếm trác thêm một chút nữa từ chỗ cô ta không nhỉ? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn bất chợt nảy sinh một suy nghĩ hắc ám. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn thấy cách làm này quá vô liêm sỉ, mục đích quá rõ ràng, Ngọc Tiểu Long cũng chưa chắc đã cảm kích hắn. Nếu đã ký được với các bệnh viện nhỏ thuộc phân viện của chiến khu Chu Tước thì áp lực của chúng ta cũng theo đó mà được giảm bớt rất nhiều, tuy nhiên muốn vượt lên trên công ty dược phẩm Thượng Thiện thì vẫn có chút khó khăn. Dương Quan Quan lại mặt ủ mày trao, cô ta cảm thấy chuyện này là quá khó. Bây giờ có các đơn hàng từ phòng khám Mai La và những bệnh viện nhỏ thuộc phân viện của chiến khu Chu Tước, áp lực về mặt tài chính và hàng tồn kho của công ty đều được giảm bớt trên diện rộng. Ít nhất họ có thể đảm bảo chắc chắn sẽ có lợi nhuận thu vào. Nhưng hiện nay các bệnh viện công lập cỡ lớn của tỉnh Đông Hải đều bị bao thầu bởi phương thuốc đặc hiệu giá rẻ của công ty dược phẩm Thượng Thiện, bọn họ không có cách nào nhúng tay vào được, đây là một vấn đề khó khăn không hề nhỏ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, bọn họ có phương thuốc đặc hiệu, vậy thì chẳng phải chúng ta làm ra một phương thuốc đặc hiệu khác là được rồi hay sao? Hơn nữa chúng ta còn phải làm ra phương thuốc đặc hiệu có xuất xứ từ nước Hoa, phía chính phủ có không muốn nâng đỡ chúng ta cũng không được. Dương Quan Quan ngẩn cả người, cô ta nói, đâu phải cứ nói muốn làm ra phương thuốc đặc hiệu là làm ra ngay được, muốn chế tạo bất cứ phương thuốc gì thì đều cần có chuyên gia hỗ trợ cả, chẳng lẽ chúng ta hô biến ra bọn họ từ trong không khí hay sao? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ để mua về công thức chế tạo 3 loại thuốc đặc hiệu từ trong tay Nam Dương Trần Thị, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được một xưởng chế tạo thích hợp là ổn cả thôi. Nghe xong những lời ấy, Dương Quan Quan líu cả lưỡi. Bỏ ra 300 triệu đô la Mỹ để mua về công thức chế tạo của 3 phương thuốc đặc hiệu, đúng là lắm tiền nhiều của mà. Chỉ sợ không một người bình thường nào có thể chơi lớn như vậy. Dùng 300 triệu đô la Mỹ để mở ra khu vực thị trường này, quả thực cái giá phải trả có hơi đắt, nhưng chúng ta phải xét về tính lâu dài của kế hoạch đầu tư. Dược phẩm là nhu yếu phẩm trong xã hội loài người, chỉ cần chúng ta có thể mở ra một con đường thông qua những phương thuốc đặc hiệu ấy là có thể mở rộng chuyện làm ăn ra khắp tỉnh Đông Hải. Đến lúc đó, số tiền mà chúng ta kiếm được sẽ còn nhiều gấp mấy lần so với số vốn mà chúng ta đã bỏ ra. Tề Đẳng Nhàn biếng nhác tựa lưng vào ghế, giải thích suy nghĩ của mình cho Dương Quan Quan. Dương Quan Quan gật gật đầu, cảm thấy lời hắn nói cũng rất có lý, chỉ cần công ty dược phẩm Thiên Lai có thể mở rộng chuyện làm ăn, mở ra một con đường mới, thì về sau họ sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm tiền. Thứ mang tên phương thuốc đặc hiệu chính là chìa khóa để mở ra thị trường họ đang nhắm đến. Công ty dược phẩm Thượng Thiện đã dựa hơi phương thuốc đặc hiệu cần nhập khẩu từ Triều Tiên để càn quét khắp bốn phía, vậy họ cũng có thể làm được, thậm chí họ còn mua cả công thức chế tạo, tự mình tiến hành nghiên cứu và phát minh ra phương thuốc của riêng mình, đến cả chính phủ cũng sẽ phải chia tay duy trì giúp họ. Một hòn đá trúng hai con chim, Dương Quan Quan không tin công ty dược phẩm Thượng Thiện có thể vượt qua được. Hơn nữa, công thức chế tạo và các kỹ thuật cần có để tạo ra phương thuốc đặc hiệu đều đã hoàn thiện rồi. Chúng ta chỉ cần tìm một xưởng chế tạo đồng ý hợp tác với chúng ta là có thể lập tức bắt đầu. Tề Đẳng Nhàn nói. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Park Sung Shin không thể dùng phương thuốc đặc hiệu trong tay anh ta để chèn ép chúng ta được nữa. Dương Quan Quan nắm chặt bàn tay. Cô ta lại càng thêm bội phục Tề Đẳng Nhàn. Trong lúc mọi người còn đang lo lắng về cuộc cá cược trị giá 100 triệu, Tề Đẳng Nhàn đã lặng lẽ liên lạc và móc nối với Nam Dương Trần Thị. Thậm chí còn bỏ ra một số tiền rất lớn là 300 triệu đô la Mỹ để mua 3 công thức chế tạo khác nhau. Cũng phải kể đến việc hắn đã khiến nhà họ Trần nể tình mà đưa ra loại thuốc át chủ bài của Trần Thị.
Loại thuốc này chính là thứ mà nhà họ Trần đã dùng để lập nghiệp ngày xưa, vô số chuyên gia nghiên cứu công thức chế tạo chưa từng tìm ra được công thức của những loại thuốc đó, Tề Đằng Nhàn lại có thể dùng cái giá 300 triệu đô la Mỹ để thuyết phục họ đóng gói công thức chế tạo phương thuốc và cả hai công thức khác đưa cho mình. Có lẽ đây cũng là một loại báo đáp cho việc Tề Đằng Nhàn đã dốc lòng bảo vệ Trần Ngư ngày trước. Vậy thì liên hệ với công ty dược phẩm Tôn Thị đi. Tề Đằng Nhàn nói, để xem bọn họ có chịu hợp tác với chúng ta hay không. Công ty dược phẩm Tôn Thị và công ty dược phẩm Lý Thị sở hữu hai công ty dược phẩm lớn và có thực lực đáng kể nhất của tỉnh Đông Hải. Công ty dược phẩm Tôn Thị lại càng trở nên vô cùng nổi bật nhờ việc Tôn Hữu Vi bái thần y Tôn Thanh Huyền làm sư phụ. Thế lực đứng sau công ty dược phẩm Lý Thị là Lý Gia Quyền. Từ sau chuyện của Lý Thiên Lạc ở làng du lịch Đông Sơn, họ đang chìm trong thời kỳ ảm đạm không có khởi sắc. Dương Quan Quan cũng nói, phải rồi, hình như ngày kia người của bệnh viện huyện Thanh Hà sẽ đặt chân tới thành phố Trung Hải chúng ta. Đến lúc đó anh có muốn ra mặt tiếp đãi bọn họ hay không? Mọi người đều không cho tôi mặt mũi, chỉ có một mình bọn họ là cho, dĩ nhiên tôi phải tiếp đãi bọn họ rồi. Tề Đằng Nhàn cười ha ha. Vào ngày hôm sau, phòng khám Mai La tuyên bố một thông báo đầu tiên của họ. Xin hoan nghênh các bác sĩ đến từ những bệnh viện có quy mô lớn trên khắp tỉnh Đông Hải tới phòng khám Mai La để giao lưu, học tập, rèn luyện, đồng thời cũng công bố danh sách những bác sĩ đầu tiên được mời. Danh sách mà phòng khám Mai La công bố đã khiến giới y học trên toàn tỉnh Đông Hải chấn động. Bởi vì trên danh sách ấy, đa phần những cái tên đều thuộc về các bác sĩ của bệnh viện huyện Thanh Hà, một bệnh viện nhỏ không thuộc tập hợp những bệnh viện cấp 3. Khỉ thật, phòng khám Mai La đang muốn làm tình nguyện giúp đỡ người nghèo sao? Vì thế nên họ mới cố tình chọn một bệnh viện nhỏ đã không có danh tiếng mà trình độ chuyên môn còn kém cỏi như vậy. Trò đùa gì thế này, không một người nào đến từ các bệnh viện cấp 3. Gần như tất cả đều là các bác sĩ của những bệnh viện cấp huyện và cấp thị trấn. Thế mà không một bác sĩ nào thuộc bệnh viện tỉnh Đông Hải chúng ta được chọn sao? Chuyện gì thế này, tại sao viện trưởng Hồ không lên hỏi sở y tế? Các bác sĩ trông thấy danh sách này, tất cả đều chấn động, sôi nổi bày tỏ sự ngạc nhiên và khó hiểu của mình. Đương nhiên xét về trình độ y học thì phòng khám Mai La có thể xếp vào hạng nhất trên toàn thế giới, xét về cơ sở vật chất thì họ cũng đứng đầu. Không một ai lại nghĩ trình độ y học của mình quá cao nên không cần tới đó học hỏi kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu cả. Hồ Đức cũng giận dữ chết khiếp vì danh sách này, tuy người của phòng khám Mai La rất giỏi nhưng bệnh viện tỉnh Đông Hải bọn họ mới là bệnh viện có vị trí đứng đầu giới y học trên khắp tỉnh Đông Hải, vậy mà phòng khám Mai La lại cố ý không đưa bất cứ người nào của bệnh viện bọn họ vào trong danh sách. Phòng khám Mai La có ý gì đây? Khinh thường bệnh viện tỉnh sao? Danh sách này cũng đã nằm trong dự đoán của Tề Đằng Nhàn, bởi những bác sĩ được chọn trong số đó đều có quan hệ hợp tác với công ty dược phẩm Thiên Lai. Bệnh viện tỉnh, bệnh viện thành phố hay bệnh viện cấp 3 đều như nhau, tất cả đều không cho hắn mặt mũi, vậy dựa vào cái gì mà hắn phải cho bọn họ mặt mũi? Thế này thì có phải hơi quá mức rồi không? Dù sao cũng không một bác sĩ nào của các bệnh viện cấp 3 có mặt. Lý Vân Uyển nhìn danh sách mà cười khổ, hỏi lại Tề Đằng Nhàn. Có gì đâu mà quá mức, họ đã làm gì thì tôi làm đúng như thế ấy. Huống hồ phòng khám Mai La là cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, lại có chủ đầu tư là người nước ngoài, họ có thể làm gì phòng khám Mai La cơ chứ? Tề Đằng Nhàn cười hờ hững, vô cùng coi nhẹ nỗi lo của cô ta. Lý Vân Uyển lại nói, làm thế này cũng là đang đặt phòng khám Mai La trên lò lửa. Anh đã đắc tội bao nhiêu bệnh viện cấp 3 thế kia cơ mà. Tề Đằng Nhàn nhún vai rồi lại buông tay, trả lời, bệnh viện vốn là nơi mà ai có kỹ thuật và kiến thức chuyên môn cao nhất thì người đó thắng, nếu như những bệnh viện cấp 3 đó cảm thấy bản thân giỏi giang thì cứ tới đây mà đá quán đi. Để xem các bác sĩ của phòng khám Mai La lợi hại hơn hay các bác sĩ của bệnh viện họ lợi hại hơn. Từ lóng tiếng Quảng Đông, nghĩa là thách đấu. Nghe xong, Lý Vân Uyển thấy những gì hắn nói cũng rất hợp lý. Đá quán à? Đùa giỡn gì vậy? Không cần xét tổng thể, chỉ cần nhắc tên trưởng khoa chấn thương chỉnh hình của phòng khám Mai La là Nowitzki, một nhà nghiên cứu y học hàng đầu đến từ Đức thôi là đủ. Số luận văn về chấn thương chỉnh hình mà ông ta đã xuất bản đủ để đóng thành hơn 100 cuốn sách, gần như mỗi cuốn sách đều được các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình tôn vinh là kinh điển,
Hơn nữa, ông ta còn lợi hại đến mức có thể bước lên bục giảng để truyền dạy kiến thức cho một đám người có trí tuệ siêu cấp trong buổi đại hội giao lưu y học toàn thế giới. Đá quán à, có ngon thì các người thử đá xem. Có khi xương đầu ngón chân của các người lại vỡ nát ra luôn đấy. Phòng khám Mai La tuy trên danh nghĩa chỉ là một phòng khám nhưng thực chất có thể đè đầu hầu hết những bệnh viện trên thế giới, phỏng chừng cũng chỉ có phòng khám Mayo của Mỹ là đủ để sánh vai ngang bằng với họ. Bọn họ mời gọi nhiều chuyên gia hàng đầu như vậy, chiếm dụng bao nhiêu trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tuyết Quốc, tất cả đều được đảm bảo chất lượng hàng đầu, muốn tìm một bệnh viện có thể sánh vai với bọn họ thì có lẽ cũng sẽ rất khó. Đến lúc ấy, không chừng chính phủ còn muốn xây dựng một sân bay loại nhỏ ở gần phòng khám Mai La để tiện cho các vị khách quý ở nước ngoài dùng máy bay sang đây khám bệnh ấy chứ. Cái này gọi là vàng thật không sợ lửa. Đến viện trưởng Vladimir còn chẳng sợ đắc tội với người ta thì em sợ làm gì? Tề Đảng Nhàn thản nhiên cười cười. Tóm gọn lại, sau khi phòng khám Mai La tung ra bản danh sách này, tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong công ty dược phẩm Thiên Lai đều có cảm giác vô cùng hả giận. Tề Đảng Nhàn hỏi Lý Vân Huyền, em đã tiếp xúc với công ty dược phẩm Tôn Thị chưa? Tôi đã gửi lời chào đến Tôn Hữu Vi rồi đấy. Lý Vân Huyền đáp lời, em đang chuẩn bị tiếp xúc đây. Chẳng qua hai ngày nay em có hơi bận rộn. Tề Đảng Nhàn lại nói, chuyện này không được để chậm trễ, ngay ngày mai em hãy đi tiếp xúc với họ đi, công thức chế tạo thuốc của nhà họ Trần đã được đưa tới tay chúng ta, mọi thiết bị cũng đã được vận chuyển đến hết, phải mau chóng đầu tư mới có thể đột phá tình hình bế tắc này. Lý Vân Huyền lập tức đồng ý. Dạo gần đây cô ta thực sự rất bận rộn, có điều cô ta cũng rất tận hưởng cảm giác bận rộn thế này. Tận mắt nhìn thấy sự nghiệp của bản thân càng ngày càng đi lên là một chuyện khiến người ta vô cùng vui sướng. Sau khi tan làm, Tề Đảng Nhàn bèn ngay lập tức gọi hai học trò là Hoàng Sung và Dương Quan Quan lên tầng cao nhất của tòa nhà công ty dược phẩm Thiên Lai. Họ đứng trên sân thượng tầng 20, gió lạnh thổi vù vù khiến người ta không nhịn được mà rụt đầu rụt cổ. Tề Đảng Nhàn xoay người một cái, trực tiếp nhảy lên bờ tường của tòa nhà Thiên Lai. Bờ tường chỉ rộng khoảng chừng hai gang tay, phía bên ngoài là độ cao vài chục mét so với mặt nước biển. Hôm nay hai người luyện thân pháp ở nơi này, thuận tiện cũng là để kiểm tra lá gan của hai người một chút. Tề Đảng Nhàn nói bằng giọng vô cùng nghiêm nghị. Hoàng Sung chưa từng rèn luyện lòng can đảm bên bờ vực thẳm như Dương Quan Quan, anh ta sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch cả da, dù có xuất thân từ bộ đội đặc chủng thì anh ta vẫn ít khi phải trải qua những buổi huấn luyện nguy hiểm như thế này. Dương Quan Quan thì lập tức chạy một bước dài, nhảy lên bằng thân pháp hình ngựa, chỉ trong chớp mắt đã đứng trên bờ tường chênh vênh. Lúc chân cô ta chạm đất, cơ thể cô ta lảo đảo như sắp ngã xuống, khiến cho trái tim của Hoàng Sung sợ tới mức suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ chốc lát sau, Dương Quan Quan đã lập tức sử dụng thế đứng hầu tồn thân để giúp bản thân đứng vững trên bờ tường. Cô ấy tiến bộ nhanh quá, cô ấy đã bỏ xa mình quá nhiều. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng Sung âm thầm cảm thán trong lòng. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu mà không áp dụng bất cứ quy tắc nào, có thể Dương Quan Quan không phải đối thủ của Hoàng Sung, nhưng nếu chỉ sử dụng võ học thực chiến mà Tề Đảng Nhàn đã dạy cho hai người bọn họ thì kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Tề Đảng Nhàn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan, có vẻ rất hài lòng, sau đó ra lệnh cho Hoàng Sung cũng leo lên. Dù sao Hoàng Sung cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng. Anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhảy lên bờ tường. Tề Đảng Nhàn nhảy xuống khỏi bờ tường, không biết lấy đâu ra một cây gậy dài hơn 2 mét mà cầm trong tay rồi nói, cẩn thận dưới chân đấy, đừng có ngã nha, ngã chết là tôi không chịu trách nhiệm gì đâu. Hai người kia lập tức căng thẳng hồi hộp. Sau đó Tề Đảng Nhàn giơ cây gậy lên đập tới, lần đầu là nhắm thẳng vào đầu của Hoàng Sung. Hoàng Sung vội vàng rụt cổ lại. Vừa né được đòn đánh của hắn đã cảm thấy đầu gối mình mát lạnh, bèn nhấc chân lên rồi dùng thế đứng kim kê độc lập để giúp mình trụ vững. Tề Đảng Nhàn chuyển hướng cổ tay, dùng tốc độ còn nhanh hơn thế nữa mà đập vào bên eo của Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lắc người thật mạnh, trở mình xoay eo hết cỡ, sử dụng thế thiết bàn kiều để tránh thoát. Cây gậy của Tề Đảng Nhàn vừa lướt qua thân trên của Dương Quan Quan thì đã lập tức chuyển hướng xuống dưới. Cả người Dương Quan Quan lộn một vòng, tay phải cô ta bám vào mép bờ tường, dưới chân khẽ nhún, mượn lực để tung mình ra phía ngoài, cơ thể nhào ra khỏi bờ tường,
khiến Hoàng Sung hoảng hốt. Chỉ thấy cả người Dương Quan Quan tạo thành một hình bán nguyệt bên ngoài bờ tường, dùng bàn tay vẫn đang bám vào mép bờ tường để tự kéo mình lên, soạt một tiếng, Chiêu Hầu Thượng Thụ lại lần nữa giúp cô ta đứng vững trên bờ tường. Phương thức né đòn to gan lớn mật này, Hoàng Sung tự nhiên bản thân không làm được, cơ thể của anh ta vốn không dẻo dai bằng cơ thể của Dương Quan Quan, năng lực ứng biến cũng có đôi phần khiếm khuyết, nếu học theo cô ta thì chắc chắn anh ta sẽ ngã xuống mà chết không toàn thây. Sau đó, chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn lại cầm gậy đập xuống bồm bộp, hai con người trên bờ tường gian nan tìm cách né tránh. Nếu như không phải mùa đông trời tối nhanh, chỉ sợ những người đi đường bên dưới mà trông thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Ngày hôm sau cũng là ngày tiếp đón các lãnh đạo và bác sĩ của Bệnh viện huyện Thanh Hà. Bệnh viện huyện Thanh Hà đã cho công ty dược phẩm Thiên Lai chút mặt mũi, cũng phối hợp với lời kêu gọi của chính phủ mà nhập dược phẩm từ công ty dược phẩm Thiên Lan. Đối diện với những người bạn đầy thiện chí như vậy, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng cần phải cho bọn họ chút mặt mũi. Hắn dẫn theo Dương Quan Quan và vài nhân viên cao cấp, đích thân đến tiếp đãi bọn họ. Viện trưởng Dương Bồi Nguyên thấy Tề Đẳng Nhàn đích thân ra tiếp đãi thì không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng bước tới bắt tay chào hỏi hắn rồi nói, không ngờ Tề Tổng lại đích thân ra tiếp đãi chúng tôi, quả thực cậu đã khiến cho Dương mỗ thụ sủng nhược kinh rồi. Tề Đẳng Nhàn cười cười đáp lại, viện trưởng Dương khách sáo quá rồi, chúng ta là bạn tốt, tôi đích thân ra tiếp đón bạn của tôi thì có gì mà lạ cơ chứ. Danh tiếng mà Tề Đẳng Nhàn xây dựng ở tỉnh Đông Hải vẫn rất lớn. Dù sao chuyện hắn đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn Hướng thì cũng là một sự kiện gây huyên náo không nhỏ, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được. Dương Bồi Nguyên thực sự không ngờ được rằng một viện trưởng của bệnh viện cấp huyện nho nhỏ như mình lại xứng đáng được một lãnh đạo lớn như Tề Đẳng Nhàn tự mình ra mặt tiếp đãi. Trong lòng ông ấy cũng âm thầm cảm thán rằng quả nhiên mình không chọn sai người, ủng hộ Thiên Lai cũng tương đương với việc nâng tầm địa vị của bản thân lên một chút. Lúc này đây, người của Bệnh viện Thanh Hà chiếm nhiều vị trí nhất trong danh sách các bác sĩ được phép giao lưu học hỏi với những chuyên gia hàng đầu của phòng khám Mai La. Chuyện này khiến Dương Bồi Nguyên mừng rỡ như điên. Hơn nữa, phòng khám Mai La cũng đã đồng ý thiết lập quan hệ giúp đỡ lẫn nhau với Bệnh viện huyện Thanh Hà, bọn họ có thể mời các chuyên gia ở phòng khám Mai La đến chỗ mình trợ giúp cho việc chẩn bệnh bất cứ lúc nào, chi phí phải trả cũng vô cùng ưu đãi. Dương Bồi Nguyên hiểu rất rõ một chuyện. Sở dĩ phòng khám Mai La đối xử đặc biệt với Bệnh viện huyện Thanh Hà như vậy chỉ vì họ nể mặt Tề Đẳng Nhàn mà thôi, tất cả là nhờ bản hợp đồng mà bọn họ đã ký với công ty dược phẩm Thiên Lai khi trước. Tuy một bệnh viện huyện cũng không tiêu tốn được bao nhiêu dược phẩm, nhưng một năm đã trôi qua, chỉ tính riêng số tiền họ trả cho công ty dược phẩm Thiên Lai cũng đã lên tới khoảng 2.000-3.000 vạn. Tôi thực sự rất biết ơn Tề Tổng. Phòng khám Mai La giúp đỡ chúng tôi nhiều như vậy. Đối với một bệnh viện huyện của chúng tôi mà nói thì đây là một chuyện rất đáng ăn mừng. Tôi tin nhất định chúng ta sẽ có thể tiến bộ hơn nhiều, từng bước phát triển nền y học kỹ thuật của nước Hoa ta. Dương Bồi Nguyên vô cùng cảm kích Tề Đẳng Nhàn, ông ấy gần như ứa nước mắt, giọng điệu cũng cực kỳ kích động. Với một phòng khám có cấp bậc cao như Mai La, chỉ cần tùy tiện trao đổi một vài kiến thức cũng đủ để cho các bác sĩ của họ được lợi không nhỏ. Huống chi còn là thiết lập quan hệ giúp đỡ lẫn nhau lâu dài. Sau này, nếu có vấn đề gì không thể giải quyết được, chỉ một cú điện thoại là đủ để mời chuyên gia của phòng khám Mai La đến tận nơi chẩn bệnh, quả thực tiện lợi vô cùng. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của bệnh viện huyện sẽ tăng vọt, nhất định nguồn lợi nhuận cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó họ sẽ có tiền để nâng cấp trang thiết bị và cơ sở vật chất, hơn nữa trình độ của các bác sĩ lại càng tăng cao. Nếu muốn xin được nâng thẳng lên bệnh viện cấp 3 cũng không phải chuyện bất khả thi. Tề Đẳng Nhàn khoát tay rồi nói, viện trưởng Dương à, tôi chỉ tiện tay thôi, chúng ta nên ngồi xuống chậm rãi nói chuyện phiếm đi, không cần phải khách khí như vậy, mọi người cũng cùng ngồi xuống dùng bữa đi nào. Nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn quăng cho Dương Quan Quan một ánh mắt với ý tứ rất rõ ràng tôi lợi hại lắm phải không? Dương Quan Quan giận dữ lườm hắn. Cô ta đã quá hiểu tính nết của con người này rồi, thoạt nhìn thì rất khiêm tốn, nhưng khi được người khác khen thì hắn vênh váo huênh hoang hơn bất kỳ ai khác. Đại khái là mỗi 3 tháng phòng khám Mai La sẽ tổ chức một đợt giao lưu, còn tổ chức khóa học thì mỗi năm một lần. Đến lúc đó tôi sẽ bảo viện trưởng Vladimir giữ một vài suất cho người của Bệnh viện huyện Thanh Hà các ông.
Tề Đẳng nhàn nói. Còn về phần có giành được nhiều suất tham dự hay không thì còn tùy vào biểu hiện và khả năng tiếp thu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện huyện Thanh Hà. Tôi cũng mong sao Bệnh viện huyện Thanh Hà có thể phát triển thật nhiều, dù sao chúng ta cũng được tính là cùng hội cùng thuyền mà. Dương Bồi Nguyên phấn khởi giơ cao chén rượu, đại diện cho các nhân viên y tế của Bệnh viện huyện Thanh Hà mà kính rượu Tề Đẳng nhàn, hay lắm, cảm ơn Tề Tổng, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng ủy thác của cậu. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều rất vui mừng, họ cùng nhau trò chuyện rôm rả. Tôi thật sự không ngờ rằng lại có ngày nước Hoa chúng ta có thể xây dựng nên một phòng khám đủ tầm vóc để sánh vai với phòng khám Mayo của nước Mỹ. Dương Bồi Nguyên không nhịn được mà cảm thán một câu. Các bác sĩ cũng cùng cảm thán, hơn nữa, điều khó tin hơn cả là bọn họ lại có cơ hội được tới phòng khám này giao lưu học tập. Trong căn phòng sát vách. Lúc này Hồ Đức đang than vãn với Cục trưởng Cục Y tế của tỉnh Đông Hải. Ông ta nói, Cục trưởng Mã à, phòng khám Mai La kia thực sự rất quá đáng. Bệnh viện tỉnh chúng tôi đường đường là bệnh viện lớn đứng đầu cả tỉnh Đông Hải, vậy mà bọn họ lại không cho chúng tôi chút mặt mũi nào, đến một suất tham dự cũng không có ư. Ông hãy đọc xem trong danh sách này có những ai. Mẹ nó toàn là các bác sĩ của bệnh viện huyện và bệnh viện thị trấn. Đám bác sĩ đó đi giao lưu học hỏi thì sẽ học được cái gì cơ chứ? Cục trưởng Mã nhìn danh sách trong tay Hồ Đức, nét mặt cũng vô cùng khó chịu. Ông ta nói, quả thực bọn họ cũng có hơi quá đáng rồi, nhưng liệu các ông có từng đắc tội với phòng khám Mai La lần nào hay chưa? Hồ Đức xòe tay ra, chúng tôi nào đã được đắc tội bọn họ lần nào, chúng tôi thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với họ. Thế nhưng hành động này của bọn họ đã tát vào mặt của giới y học toàn tỉnh Đông Hải ta rồi. Nhất định ông phải quản lý lại mới được. Cục trưởng Mã cũng hơi giận thầm trong bụng, không một bác sĩ nào thuộc các bệnh viện cấp 3 xuất hiện trong danh sách này, ngược lại những bệnh viện nhỏ lại được phép cử đi nhiều người như vậy. Mặc dù phòng khám Mai La hiện giờ chưa được tính là một đơn vị hành chính quyền lực, nhưng bọn họ nổi tiếng, lại có rất nhiều chuyên gia, nếu chuyện này truyền ra ngoài và tới tai những người dân bình thường thì ai mà muốn tới các bệnh viện không được phép tham dự để khám chữa bệnh nữa chứ? Dù nước Hoa từ lâu đã không còn nằm trong thời kỳ sùng bái phương Tây, ham của lạ nước ngoài, nhưng các chuyên gia của phòng khám Mai La thực sự vô cùng nổi tiếng. Theo như tôi thấy, chẳng phải đại hội giao lưu này của bọn họ đang khinh thường chúng ta hay sao? Cục trưởng Mã hãy đưa ra một công văn để không một ai trong đám người trong danh sách này được phép đi tham dự, rồi ta sẽ xem liệu phòng khám Mai La còn chút mặt mũi nào hay không. Hồ Đức hung tợn nói. Gương mặt của ông ta đầy oán khí. Cục trưởng Mã xoa cằm, ông ta hiểu rằng đây cũng là một phương pháp. Phòng khám Mai La không hề coi trọng những bác sĩ ưu tú được Cục Y tế bọn họ đề bạt, trái lại còn mở đường cho một nhóm bác sĩ không có danh tiếng gì đến từ các bệnh viện nhỏ, thế này thì có khác nào đang tát thẳng vào khuôn mặt già nua của ông ta. Làm thế này thì có hơi trắng trợn quá, dù sao người ta cũng có nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn xây dựng. Cục trưởng Mã nói như có điều suy nghĩ, rõ ràng ông ta vẫn còn băn khoăn. Vậy thì hãy để cho bọn họ nhường hết suất tham dự lại đi, đầu tiên là ưu tiên người của bệnh viện tỉnh chúng tôi, thứ hai là ưu tiên các bác sĩ của những bệnh viện cấp 3 khác. Bệnh viện tỉnh chúng tôi là đại diện cho toàn bộ giới y học của tỉnh Đông Hải, chúng tôi không thể chịu mất mặt như vậy được. Hồ Đức lắc đầu, chuyển sang xin xỏ việc khác. Cục trưởng Mã cười nói, viện trưởng Hồ đừng sốt ruột. Tôi vẫn còn một điều lo lắng, tại sao phòng khám Mai La lại phải làm như vậy? Hồ Đức nói, tôi đã tìm hiểu hết rồi. Các bác sĩ được tham dự buổi giao lưu đều trực thuộc những bệnh viện có liên hệ với công ty dược phẩm Thiên Lai. Chúng tôi cũng vì không chịu nhập dược phẩm từ công ty dược phẩm Thiên Lai nên mới bị xa lánh. Nghe thấy những chữ công ty dược phẩm Thiên Lai, Cục trưởng Mã híp mắt, cười lạnh nói, công ty dược phẩm do cái tên Tề Đẳng nhàn kia sáng lập ra đấy à? Ha ha. Không ngờ cậu ta còn có mặt mũi lớn đến vậy. Hồ Đức cười gằn một tiếng, cậu ta rất giỏi giả vờ giả vịt, đoán chừng là do có chủ tịch tỉnh Dương làm chỗ dựa nên không thèm để chúng tôi vào trong mắt, thậm chí cậu ta còn từng uy hiếp tôi. Có điều tôi không thèm chấp cậu ta. Ngay lúc này, một cấp dưới bước vào báo cáo với Cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã, Dương Bồi Nguyên của Bệnh viện huyện Thanh Hà đang thuê phòng ở cách vách chúng ta. Tôi đã nhìn thấy ông ta khi ông ta ra ngoài hút thuốc. Nghe những lời này, Cục trưởng Mã sửng sốt kinh ngạc.
Ông ta nói, gọi Dương Bồi Nguyên vào đây, tôi sẽ mời rượu ông ta. Dương Bồi Nguyên không ngờ rằng cục trưởng Mã của cục y tế lại cũng đang ở đây, sau khi được nhắc nhở, ông ấy vội vàng xin lỗi Tề Đẳng Nhàn, sau đó bưng chén rượu và đi sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là ai thế? Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Dương Quan Quan. Là Hồ Đức, viện trưởng của Bệnh viện tỉnh Đông Hải và cục trưởng Mã của cục y tế. Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn chỉ tùy tiện gật đầu một cái và cũng không có biểu cảm gì. Dương Bồi Nguyên vừa mới đi vào phòng bao thì đã nhìn thấy hai người cục trưởng Mã và Hồ Đức, ông ấy chợt giật mình và vội vàng nói, ai ya ya, thật là tội lỗi, tôi không biết cục trưởng Mã và viện trưởng Hồ cũng đang ở chỗ này. Nếu không thì tôi đã đến kính rượu sớm hơn rồi. Thật là ngại quá, xấu hổ quá đi thôi. Nói xong lời này, ông ấy cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn và nói, tôi xin phép uống cạn trước, coi như là để đền tội với hai ông chủ lớn đây. Hồ Đức lại nở nụ cười giả tạo và nói, viện trưởng Dương thật là tài giỏi, giành được suất trao đổi đến phòng khám Mai La rồi nên không thèm đặt lãnh đạo của các bệnh viện tuyến trên và các ông chủ lớn của cục y tế vào mắt hà. Dương Bồi Nguyên khẽ run rẩy, ông ấy vội vàng nói, viện trưởng Hồ nói gì thế, tôi nào có suy nghĩ như vậy. Tôi cũng chỉ vừa mới biết cục trưởng Mã đang ở đây nên đã ngay lập tức chạy đến kính rượu này. Cục trưởng Mã mặt đầy sương lạnh. Rõ ràng ông ta cũng cảm thấy một viện trưởng của bệnh viện cấp huyện như Dương Bồi Nguyên chạy đến Trung Hải mà lại không đến chào hỏi và gặp gỡ mình đầu tiên là rất không lịch sự. Lời của Hồ Đức khiến cho lửa giận càng lớn thêm vài phần. Tôi cảm thấy lời của viện trưởng Hồ hình như là sự thật nhỉ. Cục trưởng Mã nhìn Dương Bồi Nguyên và không ngừng cười khẩy. Dương Bồi Nguyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ông ấy nói, cục trưởng Mã, tôi đã đắc tội ngài chỗ nào rồi sao? Vẻ mặt cục trưởng Mã lạnh lùng, ông ta nói, ông có đắc tội tôi hay không, tự trong lòng ông không rõ à? Hồ Đức cười khẩy và nói, đúng đấy, tất cả những bệnh viện cấp 3 chúng tôi đều từ chối hợp tác với Dược phẩm Thiên Lai, chỉ có một mình ông là mặt nóng dán mông lạnh, ông không để cục trưởng Mã vào trong mắt có đúng không? Vẻ mặt Dương Bồi Nguyên rất khó coi, ông ấy nói, viện trưởng Hồ, cục trưởng Mã, tôi cũng chỉ là hùa theo ý của tỉnh thôi mà. Ý của tỉnh, ai nói đó là ý của tỉnh, nếu như đã là ý của tỉnh thì tại sao tôi lại không biết chứ? Cục trưởng Mã vỗ bàn, lạnh lùng chất vấn và bắt đầu gây khó dễ. Dương Bồi Nguyên không dám nói lời nào nữa, cục trưởng Mã chính là nhân vật quyền cao chức trọng trong giới y học của tỉnh Đông Hải, ông ấy không dám chọc vào. Nếu như chọc cho cục trưởng Mã tức giận thì nói không chừng ngày mai mình sẽ bị cách chức mất thôi. Cục trưởng Mã bất giận. Chuyện này muốn xử lý cũng rất đơn giản thôi. Hồ Đức ở một bên đóng vai anh hùng. Viện trưởng Hồ, ông nói xem nên xử lý như thế nào. Cục trưởng Mã lạnh lùng nói. Bảo viện trưởng Dương từ bỏ hết các suất trao đổi đó là được rồi mà. Cứ bảo viện trưởng Dương tự mình đến phòng khám Mai La và nói rằng bọn họ không có trình độ đó, không xứng đáng để được trao đổi với phòng khám Mai La. Hồ Đức nói. Cục trưởng Mã khẽ gật đầu và nói, viện trưởng Dương, ông cảm thấy đề nghị của viện trưởng Hồ thế nào? Dương Bồi Nguyên xem như là đã hiểu ra rồi, thì ra là ngày hội trao đổi của phòng khám Mai La lần này đã gạt hết tất cả các bệnh viện cấp 3 ra ngoài, khiến cho cục trưởng Mã và Hồ Đức đều cảm thấy không hài lòng. Nhưng đây cũng đâu phải chuyện ông ấy có thể chi phối đâu. Đổ lỗi cho ông ấy, thực sự khiến cho ông ấy cảm thấy có hơi bực bội và khó hiểu. Cục trưởng Mã, chuyện này không phải tôi nói là được mà. Cho dù tôi có từ chối phòng khám Mai La thì người ta cũng không nhất định sẽ bằng lòng trao suất trao đổi đó cho viện trưởng Hồ và các bệnh viện cấp 3 khác đâu. Dương Bồi Nguyên nói với vẻ mặt tràn đầy ấm ức. Tôi không cần biết bọn họ có trao hay không, tóm lại là người của ông cũng không được đi mà người của những bệnh viện cấp huyện khác cũng đều không được đi. Cục trưởng Mã nói với giọng ngang ngược bá đạo. Nếu như người của ông dám bước vào phòng khám Mai La dù chỉ một bước thì ngày mai tôi sẽ cách chức ông. Ông có tin không? Nghe thấy cục trưởng Mã An nói nặng lời như vậy, sắc mặt Dương Bồi Nguyên vô cùng khó coi. Ông ấy dứt khoát ngẩng cổ lên, hung hăng cắn răng và nói, cục trưởng Mã, ông làm như vậy là đang cản trở việc phát triển nền y học của tỉnh Đông Hải chúng ta. Tôi không đồng ý, tôi muốn đi. Cục trưởng Mã không ngờ viện trưởng của một bệnh viện tuyến huyện nho nhỏ lại dám chống đối mình,
ông ta ngay lập tức giận tím mặt, đứng dậy đá Dương Bồi Nguyên ngã xuống đất và tức giận nói, Dương Bồi Nguyên, gan chó của ông cũng thật là lớn, ngay cả lời của tôi mà cũng dám không nghe. Hồ Đức ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói, viện trưởng của một bệnh viện tuyến huyện nho nhỏ mà cũng dám chống đối cục trưởng Mã, tôi thấy ông đây là chán sống rồi, ông không hiểu tình hình bây giờ là như thế nào có đúng không? Dương Bồi Nguyên siết chặt nắm đấm của mình và không nói gì. Chính vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn bước vào trong phòng bao và đưa tay ra đỡ Dương Bồi Nguyên đứng lên. Sau đó, hắn mỉm cười và nói, viện trưởng Dương và bệnh viện của ông ấy chẳng những phải đi mà còn phải quang minh chính đại, nở mày nở mặt mà đi. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt của Hồ Đức lập tức trở nên khó coi, ông ta nói, ai cho cậu vào đây, cút ra ngoài cho tôi, đây là nơi mà cậu nên đến à? Dương Bồi Nguyên chán nản nói, Tề Tổng, cho dù tôi có đi thì cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Đến lúc đó tôi sẽ bị cách chức, một thân võ nghệ cũng không còn chỗ để thi triển nữa rồi. Không, ông chắc chắn sẽ có chỗ để thi triển. Nếu như ông bị cách chức, tôi đảm bảo ông sẽ có thể vào làm việc trong phòng khám Mai La. Hơn nữa, có tôi ở đây rồi, không ai có thể cách chức ông đâu. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười nhàn nhạt và đưa tay ra giúp ông ấy phủi đi bụi bẩn trên người. Dương Bồi Nguyên không khỏi sững sờ. Hồ Đức cũng ngây người trong chốc lát, sau đó ông ta bật cười ha ha với vẻ càn rỡ và nói, cậu đang nói ngớ ngẩn gì thế, nói đùa cái gì vậy? Cậu đang coi mình là cục trưởng Mã mà nói chuyện đấy à? Cục trưởng Mã cũng nở nụ cười, lắc đầu và nói, Tề Tổng thật là lợi hại, tôi muốn xử lý một viện trưởng, cậu còn có thể ngăn lại à? Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên với cục trưởng Mã, hừm. Không thì ông thử xem. Cục trưởng Mã không nói lời nào mà trực tiếp móc điện thoại ra. Tề Đẳng Nhàn cũng móc điện thoại ra. Cục trưởng Mã nói, cách chức Dương Bồi Nguyên của Bệnh viện huyện Thanh Hà cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, viện trưởng Dương của Bệnh viện huyện Thanh Hà là người rất tài giỏi, vẫn mong các lãnh đạo quan tâm. Hai người ai nấy kết thúc cuộc điện thoại của mình. Cục trưởng Mã cười khẩy và nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu không giữ nổi ông ta đâu, lát nữa văn kiện sẽ đến ngay thôi, Dương Bồi Nguyên, ông đã dựa dẫm nhầm người rồi, ngoan ngoãn về quê trồng khoai lang đi. Tề Đẳng Nhàn lại nói, viện trưởng Dương, ngày mai ông cứ yên tâm đưa các bác sĩ đi học tập, hãy trao đổi kinh nghiệm nhiều một chút để còn giúp đỡ nhân dân và mang lại lợi ích cho xã hội. Dương Bồi Nguyên nhất thời không biết nên tin lời của ai nói. Dù sao thì hai người họ đều là những ông chủ có địa vị cao, và lại, cục trưởng Mã còn là ông chủ lớn của cục y tế. Kết quả, ngay sau đó, điện thoại của cục trưởng Mã đã reo lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt của ông ta bỗng trở nên khó coi, cầm điện thoại lên và ấn nút nghe, chợt nghe thấy lãnh đạo của mình ho khan một tiếng và nói, Tiểu Mã à, viện trưởng Dương của huyện Thanh Hà là một người thiết thực, cậu bớt gây phiền phức cho người ta đi. Không phải, lãnh đạo, chuyện này sao lại kinh động đến ngài rồi? Cục trưởng Mã nói với giọng kinh ngạc. Hai, chuyện này cậu không cần quan tâm, đừng có động đến ông ấy, dạo này cậu yên phận một chút đi. Lãnh đạo thở dài và nói. Cuộc điện thoại của Tề Đẳng Nhàn ban nãy là gọi cho Dương Lệnh Quang. Dương Lệnh Quang đã bằng mặt không bằng lòng với bệnh viện cấp 3 của tỉnh Đông Hải từ lâu rồi, chẳng qua là vì ngại đấu tranh cấp cao. Hơn nữa ở đó lại có vị khách nước ngoài quan trọng là Park Sung Shin nên ông ta vẫn mãi không tiện ra tay mà thôi. Chuyện bệnh viện cấp 3 từ chối hợp tác với Dược phẩm Thiên Lai nhìn thì đơn giản nhưng trên thực tế lại rất phức tạp, bên trong còn liên lụy đến việc đấu tranh của vài vị cấp cao nên không thể nói được huỵch tuệt ra được. Bây giờ Tề Đẳng Nhàn đã tung một cú đấm nặng nề vào những kẻ chống lại Dương Lệnh Quang thông qua phòng khám Mai La, vậy thì Dương Lệnh Quang đương nhiên là phải cực kỳ bảo vệ hắn rồi. Vẻ mặt của cục trưởng Mã khó coi hệt như vừa ăn phải một con chuột chết vậy, bản thân chỉ muốn xử lý viện trưởng của một bệnh viện cấp huyện nho nhỏ mà lại không làm gì được, vậy thì về sau cái mặt này của ông ta phải để vào đâu đây? Dương Bồi Nguyên còn chưa hoàn hồn lại thì đã nhận được điện thoại của thư ký Ngô ở văn phòng chính quyền tỉnh. Viện trưởng Dương, các lãnh đạo rất hài lòng với công việc của ông, xin ông hãy yên tâm làm tốt công việc vốn có của mình và đừng quan tâm đến những sự uy hiếp đến từ bên ngoài. Thư ký Ngô đi thẳng vào vấn đề. À, thế à, ha ha ha, cảm ơn thư ký Ngô, cảm ơn sự tín nhiệm của các lãnh đạo.
Dương Bồi Nguyên ngay lập tức cảm thấy vô cùng tự tin. Những lời này Dương Bồi Nguyên không khác gì một cái bạt tai giáng vào trên mặt của cục trưởng Mã, điều này làm cho ông ta tức giận đến mức bẻ gãy cả cây đũa trong tay. Hồ Đức khẽ giọng nói, cục trưởng Mã, chúng ta không xử lý được cái tên Dương Bồi Nguyên này à? Cục trưởng Mã sầm mặt nói, câm miệng. Hồ Đức thấy cục trưởng Mã đang nổi giận thì cũng không dám nói nhiều nữa và vội vàng ngậm miệng lại. Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt nói, sao nào, không phải cục trưởng Mã muốn cách chức viện trưởng Dương hay sao? Tôi thấy hình như chuyện này có vẻ hơi khó khăn nhỉ? Không làm được có đúng không? Cục trưởng Mã tức đến cả người run lên, ông ta có thể đoán được cuộc điện thoại kia của Tề Đẳng nhàn chắc chắn là gọi cho Dương Lệnh Quang. Nhưng không ngờ rằng đòn phản kích của Dương Lệnh Quang lại đến nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh còn lớn đến như thế. Nếu như lãnh đạo đã nói vậy rồi thì tất nhiên ông ta cũng không dám dây dưa với chuyện này nữa, nếu không thì ngược lại sẽ đem đến hậu quả khó có thể gánh vác nổi. Không có lấy một ai thích một kẻ không nghe lời. Dương Bồi Nguyên, hôm nay xem như ông may mắn. Có điều, nếu như ông đã muốn tiếp tục làm việc trong hệ thống y tế thì chuyện giữa chúng ta không dễ kết thúc như vậy đâu. Cục trưởng Mã nhìn Dương Lệnh Quang và nói với vẻ âm u. Cục trưởng Mã thật là lợi hại, Tề Đẳng nhàn hô to. Cục trưởng Mã chỉ ra ngoài cửa và lạnh lùng nói, cút ra ngoài cho tôi, chỗ này không chào đón các người, đừng làm phiền tôi ăn cơm. Tề Đẳng nhàn lại lắc lắc đầu, mỉm cười và nói, e rằng ông không thể ăn tiếp bữa cơm này được nữa đâu. Ban nãy ông đã đánh người ở đây, hành động đó đã phạm phải quy tắc của khách sạn này. Cục trưởng Mã cười khẩy và nói, khách sạn này là do cậu mở chắc. Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó với tôi, để tôi xem tại sao tôi lại không thể ăn tiếp bữa cơm này. Chính vào lúc này, có một người đàn ông mặc Âu phục đi vào từ phía ngoài cửa, người đó chính là Trung Tinh Quốc, quản lý của khách sạn Thiên Địa. Quản lý Trung, cái vị cục trưởng Mã này chơi trò quan uy ở trong khách sạn của các anh và đánh bị thương khách của tôi. Loại người này còn có thể ở lại chỗ này ăn cơm à? Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt hỏi. Tề Tổng, khách sạn của chúng tôi có quy định rồi, nếu như ông ta đã dám ra tay thì bất kể ông ta là ai cũng đều sẽ bị liệt vào danh sách đen của khách sạn, ông ta sẽ không được bước vào khách sạn của chúng tôi nữa. Trung Tinh Quốc nói với Tề Đẳng nhàn bằng giọng vô cùng khách sáo. Lần trước anh ta đã bị Tề Đẳng nhàn xử lý rất thảm. Vậy nên anh ta không dám chọc tức ông lớn đang ở trước mặt này một chút nào nữa. Hơn nữa, theo như anh ta thấy thì một ông lớn nắm giữ thẻ hội viên chí tôn của khách sạn Thiên Địa còn khó chọc vào hơn nhiều so với một vị quan lớn như cục trưởng Mã. Ánh mắt của cục trưởng Mã lạnh đi, ông ta trầm giọng nói, tôi thấy khách sạn của các cậu muốn tạm dừng kinh doanh để chỉnh đốn lại rồi có đúng không? Trung Tinh Quốc như thể không nghe thấy mà nói với cục trưởng Mã, vị khách này. Ông ra tay đánh người ở trong khách sạn Thiên Địa của chúng tôi là đã phạm phải quy tắc rồi. Vẫn xin ông hãy phối hợp một chút, nếu không thì tôi chỉ có thể gọi bảo vệ vào để ném các người ra ngoài thôi. Nói xong lời này, ở chỗ cánh cửa phía sau anh ta, một đám người trông như bảo vệ bước ra và đứng thẳng thành một hàng. Khách sạn Thiên Địa là khách sạn đẳng cấp hàng đầu Hoa Quốc, đặc biệt là ở vườn hoa trên không thậm chí còn sắp xếp các vệ sĩ chuyên nghiệp đứng gác với súng trường trong tay. Những bảo vệ này tuy rằng không bằng được các vệ sĩ chuyên nghiệp kia nhưng cũng đều là người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, 3 đến 5 người bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cục trưởng Mã nhìn thấy một màn này thì sắc mặt trở nên tái mét, không kìm được cơn giận mà quát lên, cậu có biết tôi là ai không hả? Trung Tinh Quốc nói, đương nhiên tôi biết ngài là ai, nhưng nếu như ngài muốn gây chuyện với khách sạn của chúng tôi thì có thể thử xem liệu ngài có làm được hay không. Cục trưởng Mã tức giận đến bật cười, ông ta nói, được rồi, một tên quản lý khách sạn quen mà cũng dám làm trò nhảy nhót ở trước mặt tôi. Khách sạn của các người cứ đợi đến lúc tạm dừng kinh doanh để chỉnh đốn lại đi. Trung Tinh Quốc nói, mời các người ra ngoài ngay lập tức, còn nữa, sau này các người không được phép bước vào khách sạn của chúng tôi nữa, khách sạn chúng tôi sẽ không tiếp đón những vị khách ở trong danh sách đen như các người đâu. Cục trưởng Mã nhìn các bảo vệ ở phía sau Trung Tinh Quốc một cái, hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy và sầm mặt đi ra ngoài. Đám người Hồ Đức nhìn nhau một cái rồi cũng đứng dậy và chạy theo ông ta. Đừng quên thanh toán đấy nhé, Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh uể oải nói.
Cục trưởng Mã tức đến run lên, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Hôm nay chắc chắn là ngày nhục nhã nhất đối với ông ta. Muốn cách chức viện trưởng của một bệnh viện tuyến huyện nhưng không thành đã đủ bẽ mặt rồi, bản thân mình đường đường là cục trưởng của cục y tế mà lại bị quản lý của một khách sạn đuổi ra ngoài, đúng thật là vô cùng nhục nhã. Tề Tổng, anh còn chuyện gì muốn dặn dò không? Sau khi đợi đám người cục trưởng Mã rời đi, Trung Tinh Quốc ngay lập tức cười ha ha và nói với gương mặt đầy vẻ nịnh hót. Hết chuyện rồi, biến đi. Tề Đảng Nhàn nói với vẻ không kiên nhẫn, hắn dẫn Dương Bồi Nguyên về phòng bao ban nãy để ăn cơm. Trung Tinh Quốc vừa rồi đối với cục trưởng Mã còn không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, bây giờ đối với Tề Đảng Nhàn thì lại vô cùng khách sáo và nhiệt tình tiếp đãi, sợ rằng sẽ khiến hắn không vui. Dương Bồi Nguyên nhìn thấy cục trưởng Mã bị đuổi ra khỏi khách sạn thì cũng cảm thấy vô cùng hả giận. Đã quá, con mẹ nó thật là đã quá. Có điều, cục trưởng Mã rõ ràng không phải kiểu người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ông ta muốn báo thù ngay lập tức, vậy nên ông ta đã móc điện thoại ra và gọi điện thoại phái người đến kiểm tra vấn đề của khách sạn Thiên Địa. Vừa mới đưa ra mệnh lệnh được 5 phút, ông ta đã nhận được điện thoại từ người chống lưng cho mình. Có phải não cậu bị uống nước rồi hay không mà lại đi gây chuyện với khách sạn Thiên Địa thế hả? Người chống lưng của ông ta lạnh lùng hỏi. Tôi vừa bị một tên quản lý quèn của bọn chúng đuổi ra ngoài, tôi cũng cần có thể diện chứ. Cục trưởng Mã nói với giọng ấm ức. Nếu như cậu muốn chết thì cứ việc đi gây sự với khách sạn Thiên Địa đi, xảy ra chuyện thì tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Người chống lưng cười khẩy và thẳng tay cúp điện thoại bụp một tiếng. Cục trưởng Mã khựng lại. Chỉ có thể gọi thêm một cuộc điện thoại để yêu cầu cấp dưới đánh chiêng rút quân, sau đó quay đầu sang hỏi Hồ Đức khách sạn Thiên Địa này có nguồn gốc như thế nào. Hồ Đức vội vàng nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết những hội viên chí tôn của bọn họ rất lợi hại, một người trong số đó chính là Trung tướng Ngọc Tiểu Long của chúng ta. Sau khi nghe thấy cái tên này, khóe miệng của cục trưởng Mã không khỏi co giật, cuối cùng ông ta hung hăng cắn răng và nói, thôi vậy, chuyện ngày hôm nay. Không ai được nói ra ngoài đâu đấy, có hiểu chưa? Vâng vâng vâng. Tất cả mọi người nhao nhao phụ họa, hôm nay cục trưởng Mã đã mất mặt như vậy rồi, một khi chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ không còn mặt mũi mà làm người nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Bồi Nguyên dẫn các bác sĩ của Bệnh viện huyện Thanh Hà Quang Minh Chính Đại đi đến cửa của phòng khám Mai La. Viện trưởng Vladimir vô cùng nể mặt và đã tự mình ra nghênh đón. Chuyện này còn được Tề Đảng Nhàn tìm phương tiện truyền thông để thổi phồng lên một cách trắng trợn, ghi chép tỉ mỉ, khiến cho cục trưởng Mã và Hồ Đức tức giận đến mức suýt chút nữa đã thổ huyết và chết bất đắc kỳ tử khi xem tin tức. Cùng lúc đó, Lý Vân Uyển cũng đã đến dược phẩm Tôn Thị và cùng Chủ tịch Tôn Liên Thành đàm phán chuyện sản xuất 3 loại thuốc đặc hiệu. Tề Đảng Nhàn đã bảo đồ đệ của Tôn Thanh Huyền là Tôn Hữu Vi đánh tiếng với người trong nhà trước nên chuyện gặp mặt của Lý Vân Uyển và Tôn Liên Thành cũng coi như là tương đối thuận lợi. Tôn Liên Thành là anh cả của Tôn Hữu Vi, trông khoảng 30 tuổi, tất cả những khí chất mà một người thành đạt nên có, hầu như anh ta đều đã nắm vững được. Tôn Tổng, tôi đã cho anh biết về mục đích của chuyến thăm lần này từ trước rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Vân Uyển vừa mới bước vào văn phòng thì đã ngay lập tức lấy tài liệu ra. Lý Tổng không cần phải vội thế đâu, ngồi xuống uống chén trà đã rồi từ từ nói. Tôn Liên Thành bảo thư ký mang trà lên cho Lý Vân Uyển. Sau khi nói lời cảm ơn, Lý Vân Uyển uống một ngụm trà, hắng giọng và bắt đầu bàn việc. Vừa mới mở miệng, Tôn Liên Thành đã cười và nói, tình hình hiện tại của dược phẩm Thiên Lai không được tốt lắm nhỉ. Rất nhiều bệnh viện cấp 3 đều đã từ chối các cô. Lý Vân Uyển ngẩn người một lát và nói, đúng vậy, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến toàn cục, chúng ta tiếp tục bàn chính sự đi. Cô vừa mới trở lại đề tài cũ, Tôn Liên Thành lại ngay lập tức chuyển đề tài và nói, trận đại chiến thương mại giữa tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị năm ngoái thật sự khiến tôi vô cùng mãn nhãn. Lý Vân Uyển kiên nhẫn hùa theo vài câu và lái đề tài trở lại. Nhưng Tôn Liên Thành lại liên tục đánh trống lảng và dường như hoàn toàn không muốn nói về chuyện thuốc đặc hiệu. Sau vài lần như thế, Lý Vân Uyển cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ấy nheo mắt cười và nói, Tôn Tổng chỉ đơn giản là không muốn bàn về chuyện này có đúng không? Tôn Liên Thành ngẩn người một lát rồi nói, ồ, Lý Tổng nhìn ra rồi à, ha ha,
kỹ năng diễn xuất của tôi thật là vụng về quá đi thôi. Lý Vân Uyển lạnh lùng nói, nếu như Tôn Tổng đã không muốn bàn thì nói thẳng ra là được rồi, sao cứ phải làm lãng phí thời gian của mọi người như thế chứ? Tôn Liên Thành lắc đầu và nói, tôi vẫn phải nể mặt em trai của tôi chứ, dù sao thì nó cũng là đồ đệ của Tôn Thần Y mà. Thành thật mà nói, hôm nay tôi dành thời gian ra để gặp cô là đã hào phóng lắm rồi. Nếu không thì người của Dược Phẩm Thiên Lai các cô cho dù có quỳ xuống cũng không gặp được tôi đâu. Nghe thấy những lời này của Tôn Liên Thành, Lý Vân Uyển lập tức nổi trận lôi đình. Tề Đảng Nhàn chọn Dược Phẩm Tôn Thị làm đối tượng hợp tác chính là vì cảm thấy tên đệ tử rẻ tiền Tôn Hữu Vi là người của Dược Phẩm Tôn Thị nên muốn mọi người cùng kiếm được tiền mà thôi. Ai mà ngờ được chủ tịch Tôn Liên Thành của Dược Phẩm Tôn Thị lại hoàn toàn không coi chuyện này ra gì chứ. Thậm chí còn nói ra một số câu rất quá đáng. Nếu như Dược Phẩm Tôn Thị đã không có ý muốn hợp tác thì tôi cũng không cần phải ngồi lại ở đây thêm nữa. Lý Vân Uyển đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, Cục trưởng Mã xuất hiện ở ngoài cửa. Cục trưởng Mã mỉm cười và nói, Lý Tổng sao đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng thế. Lý Vân Uyển nhìn thấy ông ta thì lập tức nhíu mày, cô ấy đã nghe được chuyện hôm qua từ miệng của Tề Đảng Nhàn rồi. Làm phiền Lý Tổng mang về cho Tề Tổng câu này, Cục trưởng Mã mỉm cười và nói. Có câu gì, mời ông cứ nói. Lý Vân Uyển lạnh lùng nhìn Cục trưởng Mã. Cục trưởng Mã thở dài và nói, vẫn xin Tề Tổng đừng có nghiên cứu thuốc đặc hiệu gì đó nữa, cũng đừng tìm đối tác làm ăn gì đó nữa, cho dù có sản xuất ra rồi thì Cục Y tế của chúng tôi cũng sẽ không phê duyệt đâu. Lý Vân Uyển siết chặt nắm đấm lại. Không ngờ cái tên Cục trưởng Mã này lại phách lối đến thế. Xem ra thái độ của Tôn Liên Thành ngày hôm nay quá nửa là có liên quan đến cái tên Cục trưởng Mã này rồi. Có một số thứ không phải cứ theo ông nói là được. Phương pháp điều chế thuốc đặc hiệu mà chúng tôi mua về là thứ có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ xã hội của Hoa Quốc, dám ngăn cản sự phát triển của xã hội, sớm muộn gì ông cũng sẽ bị nghiền chết. Lý Vân Uyển nhìn Cục trưởng Mã, cười khẩy và nói. Còn có anh nữa, Tôn Liên Thành. Tề Tổng vốn muốn để cho mọi người cùng kiếm được tiền, nếu như anh đã không biết điều thì chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác nữa. Đến lúc đó anh đừng đến cầu xin chúng tôi là được. Tôn Liên Thành ngẩn người một lúc, sau đó cười nói, nghe thấy gì chưa? Cô ta nói tôi sẽ đi cầu xin cô ta. Ha ha ha, chưa nói đến việc chúng ta sẽ không hợp tác nữa. Cho dù có hợp tác rồi sản xuất nó ra thì Cục trưởng Mã cũng sẽ không phê duyệt cho các người đâu. Cục trưởng Mã cười nói, muốn tôi giơ cao đánh khẽ cũng không phải là chuyện không thể. Cô quay về nói với Tề Đảng Nhàn. Bảo cậu ta cởi trần ra rồi buộc cành mận gai vào người và quỳ ở trước cửa nhà tôi một ngày một đêm, tôi có thể cân nhắc đến việc nhẹ tay với các người. Lý Vân Uyển lớn tiếng cười ha ha, cô ấy nói chịu đòn nhận tội. Ông mà cũng xứng à. Cục trưởng Mã lạnh lùng nói, đương nhiên cậu ta có thể chọn không làm, thế thì các người cứ đợi cái thứ gọi là phương pháp điều chế thuốc đặc hiệu kia chết dứ ở trong tay các người đi. Lý Vân Uyển giơ ngón tay ra chỉ vào Cục trưởng Mã, cười khẩy và nói, nhớ kỹ những lời mà ông nói hôm nay đấy, và cả những lời mà tôi nói nữa. Sau khi nói xong lời này, Lý Vân Uyển bèn xoay người rời đi. Cục trưởng Mã mỉm cười với Tôn Liên Thành. Phụ nữ cũng chỉ như vậy mà thôi, miệng lưỡi thì lợi hại nhưng lại không có năng lực thật sự. Tôn Liên Thành nói, nếu không phải do em trai tôi mở lời thì tôi cũng chẳng thèm gặp cô ta đâu. Cho dù người của Dược Phẩm Thiên Lai có quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Lúc Lý Vân Uyển đi ra khỏi văn phòng thì vẫn nghe thấy những lời châm chọc khiêu khích của hai người họ và chỉ cảm thấy vô cùng không vui. Nhưng điều này cũng làm cho cô ấy có hơi lo lắng. Dù sao thì Dược Phẩm Tôn Thị đã từ chối bọn họ, hơn nữa phía bên Cục trưởng Mã chắc chắn sẽ lợi dụng chức quyền để ngăn chặn chuyện ba loại thuốc đặc hiệu này. Thực ra Dược Phẩm Thiên Lai cũng có thể tìm lấy một công ty ngoài tỉnh để làm nơi sản xuất thuốc, nhưng nếu như thế thì tiền vốn sẽ cao hơn nhiều, phí vận chuyển cũng vô cùng bất tiện, và lại còn phải tốn không ít thời gian để hoàn thiện các chi tiết, phiền phức vô cùng, không thể kéo dài được. Chẳng mấy chốc. Lý Vân Uyển đã ôm một bụng tức về đến Dược Phẩm Thiên Lai. Vừa mới bước vào trong văn phòng của Tề Đảng Nhàn thì đã nhìn thấy cái tên này đang trốn việc và nhàn nhã ngồi đánh bài,
cô ấy nhất thời tức đến mức không chịu được nữa. Cô ấy đưa tay ra và nhấn bấm nút nguồn bụp một cái. Tề Đẳng Nhàn thốt lên một tiếng mẹ nó và suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, sau khi nhìn thấy Lý Vân Uyển, hắn lúng túng nở nụ cười và nói, trong lúc tôi đang đánh bài mà có người khác tắt máy tính của tôi đi thì chắc chắn là tôi đã cho người đó hai cái tát rồi. Em có biết 4 triệu sèng này là sự quật cường cuối cùng của tôi không hả? Lý Vân Uyển sầm mặt nói, anh còn có lòng dạ để đánh bài cơ à? Tề Đẳng Nhàn vội vàng ra vẻ nịnh bợ, hắn rót cho Lý Vân Uyển một ly cà phê và nói, rót cho bà cô một ly cappuccino này. Anh gọi ai là bà cô thế hả? Trên đầu Lý Vân Uyển hiện đầy vệt đen và hỏi với vẻ gần như là nghiến răng nghiến lợi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha và hỏi, nhìn bộ dạng giận dữ ngút trời này của em, chắc là bàn chuyện không thành rồi có đúng không? Lý Vân Uyển nói, không bàn nổi. Biết em bàn chuyện không thành mà anh còn bày ra cái bộ mặt vui vẻ đấy à? Tề Đẳng Nhàn nhún vai và nói, bàn không thành thì bàn không thành thôi, chúng ta cho bọn họ cơ hội kiếm tiền mà bọn họ không cần thì người thiệt là bọn họ mà. Lý Vân Uyển cảm thấy người này thật sự nên sáng lập ra một gia tộc lạc quan, sau đó đến gia tộc này và làm tộc trưởng là được rồi. Em còn gặp phải cục trưởng Mã nữa, ông ta bảo anh đến chịu đòn nhận tội ở trước cửa nhà ông ta. Nếu không thì ông ta sẽ ép chết thuốc đặc hiệu của chúng ta. Lý Vân Uyển vỗ một cái lên lưng Tề Đẳng Nhàn, thở hồng hộc và nói. Ông ta là cái thá gì mà nói ép là ép. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha, có điều, tôi thực sự không ngờ rằng chúng ta sẽ bị dược phẩm Tôn Thị từ chối. Thế này thì thực sự có hơi phiền phức rồi đây. Bây giờ cũng không thể đi liên hệ với một công ty sản xuất thuốc ở ngoài tỉnh nhỉ. Có hơi đau đầu đấy. Lý Vân Uyển thấy biểu cảm của Tề Đẳng Nhàn dần dần trở nên không tốt thì trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn có hơi buồn cười. Đồ chết tiệt này, anh thử vui nữa đi xem nào. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn rất lạc quan nhưng bây giờ hắn cũng đang phát sầu. Dù sao thì nếu như không sản xuất được thuốc đặc hiệu thì sẽ rất khó có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại. Tự mình thành lập nhà máy sản xuất thuốc là chuyện không thực tế. Cho dù có được bật đèn xanh đến mấy thì cũng không thể theo kịp tiến độ, hơn nữa còn phải đi tìm nhân tài, chuyện này không biết sẽ lại phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Lý Vân Uyển không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, cô ấy nói, cho anh điên này, ai bảo cược với Park Sung Shin 100 triệu làm gì, bây giờ biết sầu rồi chứ gì. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra chỉ vào mũi mình và nói, em chưa từng thấy tôi đại thắng cái tên thần bài thành phố kinh đảo là Diệp Kế Hùng ở trên du thuyền của Hoàng gia à. Em có biết người khác gọi tôi là gì không? Người như tôi ấy mà, thường sẽ được gọi là quái vật đánh cược. Ban nãy nếu như không phải em tắt mất máy tính của tôi thì bây giờ tôi đã có 8 triệu sèng rồi. Lý Vân Uyển kinh ngạc, sau đó liên tục cười khổ và nói, đúng rồi, quái vật đánh cược tốt bụng Tề Đẳng Nhàn, anh đã thành công tặng 100 triệu cho người bạn quốc tế Park Sung Shin đến từ đất nước Triều Tiên rồi. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ giật. Đây là giết người giết từ tâm à. Đúng vào lúc này, Dương Quan Quan đẩy cửa đi vào và nói, Tề Tổng, ở bên ngoài có một người tự xưng là Dược Phẩm Lý Thị, anh có muốn gặp mặt một chút không? Sau khi nghe thấy lời này, Tề Đẳng Nhàn nhất thời ngẩn người, hắn nói, Dược Phẩm Lý Thị. Công ty của Lý Gia Quyền, ồ, bọn họ đến làm gì nhỉ? Lý Vân Uyển cau mày nói, chắc không phải là đến cười nhạo và chế giễu anh đâu nhỉ? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, có lẽ bọn họ không có cái gan đó đâu, lần trước Lý Trường Hồng đã bị một đấm của tôi đánh cho dẹp lép rồi, ông ta biết về sự lợi hại của tôi. Lần trước khi ở sư đoàn 81, Lý Trường Hồng và Tề Đẳng Nhàn đã xảy ra xung đột, Tề Đẳng Nhàn đã cho ông ta một đấm siêu nhân. Kể từ đó về sau, người của Lý Gia Quyền không còn đến gây chuyện với Tề Đẳng Nhàn nữa. Đoán chừng là Lý Trường Hồng biết về sự lợi hại của hắn rồi nên đã quay về răn dạy lại các đệ tử của mình. Dược Phẩm Lý Thị cũng là một công ty dược phẩm rất mạnh, chỉ là Tề Đẳng Nhàn đã phá hủy làng du lịch Đông Sơn và Tống Thiếu Đương gia của bọn họ là Lý Thiên Lạc vào trong tù nên mối thù này giữa bọn họ là không hề nhỏ. Vậy nên bọn họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ tiếp xúc với Dược Phẩm Lý Thị để khỏi phải chuốc lấy phiền phức. Nếu như đã tìm đến tận cửa rồi thì cho bọn họ vào đi. Tôi muốn nghe thử xem bọn họ có thể nói những gì. Tề Đẳng Nhàn nói.
Dương Quan Quan lập tức xoay người đi mời người phụ trách của dược phẩm Lý Thị là Lý Duệ vào trong, đây là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, dáng người tầm trung, để tóc ngắn, làm cho người ta có cảm giác rất tháo vát. Rõ ràng cái vị tên Lý Duệ này cũng có xuất thân là con nhà võ nên trên người cũng có võ công, và lại còn không hề yếu. Dương Quan Quan giới thiệu, Tề Tổng, đây là chủ tịch của dược phẩm Lý Thị, anh Lý Duệ. Hai người này lần lượt là Tề Tổng và Lý Tổng của chúng tôi. Tôi đi rót trà cho mọi người từ từ nói chuyện nhé. Lý Duệ mỉm cười bước tới, vươn tay ra và nói, Tề Tổng, xin chào, nghe danh đã lâu. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nhìn bộ dạng hòa khí phát tài của anh ta, hắn cảm thấy rất bối rối, có điều, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, vậy nên hắn cũng giơ tay ra bắt tay với anh ta và nói, xin chào. Lý Vân Uyển cười nói, không biết dược phẩm Lý Thị tìm đến chúng tôi là có chuyện gì vậy? Lý Duệ thở dài và nói, tôi biết Lý gia chúng tôi và Tề Tổng có chút mâu thuẫn, thậm chí Lý Thiên Lạc cũng là do Tề Tổng tống vào tù. Thế nhưng nước Mỹ có câu ngạn ngữ như thế này, làm ăn chính là làm ăn. Tề Đẳng Nhàn cau mày nói thế thì ông chủ Lý Duệ đây đến là để bàn chuyện làm ăn với tôi à? Lý Duệ không chút do dự mà gật đầu. Thái độ thẳng thắn này khiến cho Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Dương Quan Quan cũng có hơi bất ngờ, Tề Đẳng Nhàn rõ ràng là có mâu thuẫn với Lý gia, dược phẩm Lý thì còn chủ động đến tận nơi bàn chuyện hợp tác làm ăn, liệu có âm mưu gì hay không? Tôi nghe nói trong tay Tề Tổng có phương pháp điều chế của ba loại thuốc đặc hiệu, dược phẩm Lý thì chúng tôi rất bằng lòng được hợp tác cùng quý công ty, chúng tôi muốn nhận thầu việc sản xuất ba loại thuốc đặc hiệu này. Lý Duệ đi thẳng vào vấn đề, anh ta là người tập võ, đương nhiên cũng không thích chơi trò vòng vo tam quốc. Tin tức của ông chủ Lý Duệ thật đúng là nhanh nhẹn, nhanh như vậy mà đã biết chuyện này rồi. Tề Đẳng Nhàn sờ sờ cằm dưới của mình và nở nụ cười với vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt Lý Vân Uyển khẽ động, cô ấy cảm thấy có chút không thể tin được, dù sao thì mới nãy Tề Đẳng Nhàn còn đang rầu rĩ vì không có đối tác hỗ trợ sản xuất thuốc mà bây giờ đã có người đến tận nơi để đề nghị hợp tác. Chuyện này thật là không khoa học. Vậy nên, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng giống với Dương Quan Quan, đó là cảm thấy có âm mưu gì đó. Lý Duệ cười nói, Tề Tổng, tôi biết mọi người đang suy nghĩ điều gì, chắc hẳn mọi người đang lo rằng tôi sẽ chơi xấu. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha và không nói gì. Lý Duệ nói, ban nãy tôi đã nói rồi, làm ăn chính là làm ăn. Tôi là người phụ trách của dược phẩm Lý Thị. Trách nhiệm duy nhất của tôi chính là khiến cho dược phẩm Lý Thị lớn mạnh hơn nữa, những chuyện khác chẳng liên quan gì đến tôi cả. Những ân oán gia tộc kia, tôi sẽ không can dự vào. Dược phẩm Lý Thị bởi vì chuyện của Lý Thiên Lạc mà đã liên tục lao dốc, chuyện này làm cho tôi phiền não đã lâu, hôm nay khó khăn lắm mới có được cơ hội này, tôi không muốn từ bỏ nó. Tôi đang vô cùng chân thành, vẫn mong Tề Tổng sẽ cho tôi một cơ hội. Lời nói của Lý Duệ rất chân thành, hơn nữa khi nói ra những lời này, anh ta vẫn luôn nhìn vào mắt Tề Đẳng Nhàn và thể hiện ra một thái độ vô cùng thành khẩn. Tề Đẳng Nhàn cũng bị lời nói của anh ta làm cho có chút lay động, hắn nói, nhưng e rằng người đứng đầu của Lý gia quyền các anh là Lý Trường Hồng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng này đâu nhỉ. Lý Trường Hồng là bác cả của tôi, tuy rằng lời nói của ông ấy rất có trọng lượng nhưng suy cho cùng thì tôi mới là chủ tịch của dược phẩm Lý Thị. Hướng đi của công ty này là do tôi quyết định. Lý Duệ nói với vẻ rất nghiêm túc. Lý Vân Uyển gật đầu với Tề Đẳng Nhàn và nói, em cảm thấy lời nói của chủ tịch Lý rất có trọng lượng, chúng ta có thể thử xem sao. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa ngón tay của mình và nhàn nhạt nói, nếu như ông chủ Lý Duệ đã thành khẩn như vậy, lời nói cũng dễ nghe như vậy, vậy thì tôi sẽ nghe theo lời đề nghị của Lý Tổng, để chúng ta hợp tác thử xem sao. Lý Duệ nghe thấy Tề Đẳng Nhàn đồng ý thì vô cùng vui mừng và nói, được được được, cảm ơn Tề Tổng. Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu đây? Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc và nói, tốt nhất là bắt đầu ngay lập tức, bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi nói xong lời này, hắn vẫy tay với Dương Quan Quan và bảo cô ấy đi chuẩn bị hợp đồng. Chuyện thuốc đặc hiệu đã đang vô cùng cấp bách rồi, nhanh chóng điều chế ra thuốc, sau đó đưa nó vào trong thị trường. Đây mới là điều quan trọng nhất. Lý Duệ cũng rất bất ngờ bởi sự gấp gáp của Tề Đẳng Nhàn, sau khi anh ta phát hiện ra điểm này thì khi bàn điều kiện cũng đã linh động hơn rất nhiều.
Sau một phen cò kè mặc cả qua lại, cuối cùng bọn họ cũng bàn bạc xong về chi tiết. Tề Đằng nhàn cười nói, ông chủ Lý Duệ thật đúng là một thương nhân nhạy bén mà, để anh quản lý dược phẩm Lý thị chắc chắn là một điều đúng đắn. Lý Duệ cười nói, Tề Tổng quá khen, vẫn xin Tề Tổng đừng để bụng chuyện tranh luận ban nãy. Người kinh doanh bàn chuyện kinh doanh, chúng tôi sẽ không có gì bất mãn đâu. Lúc này, Lý Vân Uyển nhàn nhạt nói. Tề Đằng nhàn và Lý Duệ ký xong hợp đồng, mỗi người giữ lấy một bản. Lý Duệ hài lòng nói, bây giờ tôi sẽ mang cái này về cho người nghiên cứu. Tề Đằng nhàn nói, không cần đâu, phương pháp điều chế đã hoàn thiện, kỹ thuật cũng đã hoàn thiện, thậm chí trang thiết bị cũng đã chuyển đến Trung Hải rồi, các anh cứ thế cầm về là có thể bắt đầu đi vào sản xuất rồi. Sau khi nghe xong, Lý Duệ vô cùng ngạc nhiên, sau đó cảm thấy hình như mình đã đòi hơi ít tiền rồi. Xem ra dược phẩm Thiên Lai thực sự đang rất gấp gáp. Lý Duệ có chút ảo não rời khỏi dược phẩm Thiên Lai, mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi, cơ mà cũng không đáng phải quá tiếc nuối, dù sao thì chuyện làm ăn cũng đã bàn bạc xong, về sau vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đám người Tề Đằng nhàn đương nhiên là cũng rất vui vẻ, lúc buồn ngủ mà có người kê gối vào tận cổ cho nằm, còn có chuyện nào sảng khoái hơn chuyện này hay sao? A ha, bây giờ chuyện khó giải quyết nhất cũng đã giải quyết xong rồi. Hơn nữa còn là chủ động đến tận cửa. Tề Đằng nhàn nhún vai với Lý Vân Uyển. Bây giờ em đã biết tại sao tôi lại được gọi là quái vật đánh cược chưa? Tất cả đều đã nằm trong dự liệu của tôi rồi. Khóe miệng Lý Vân Uyển bỗng co giật, cô ấy nói, đầu anh chắc chắn là có vấn đề gì rồi, thế mà còn khoe khoang với em nữa. Dương Quan Quan cảm thấy rất buồn cười, sức khoe khoang của Tề Đằng nhàn, cô ấy đã được chứng kiến từ lâu rồi. Chiếu cho tí ánh nắng thôi là có thể sáng lạn ngay được. Lý Vân Uyển nói, thế bước tiếp theo thì sao, nếu như phía cục trưởng Mã ra tay ngăn chặn thuốc của chúng ta thì chúng ta nên làm thế nào đây? Tề Đằng nhàn nói, ông ta chẳng là cái thá thì cả, tôi đã có kế hoạch rồi. Lý Vân Uyển cũng không thèm hỏi hắn nữa, tránh cho hắn tiếp tục khoe khoang. Đương nhiên Tề Đằng nhàn biết rất rõ bước tiếp theo mình nên đánh ra quân bài gì rồi. Dù sao thì trong tay hắn còn có con át chủ bài lợi hại nhất là Trần Thị Bạch Dược cơ mà. Cùng là người của Lý gia mà cái tên Lý Duệ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những tên luyện võ luyện hỏng cả đầu óc kia, anh ta biết rất rõ chuyện gì nên đặt lên hàng đầu. Tề Đằng nhàn nói. Cái người tên Lý Duệ này quả thực là không tồi, rất có mắt nhìn, cũng rất biết nắm bắt cơ hội. Lý Vân Uyển gật đầu phụ họa. Tề Đằng nhàn không biết rằng sau khi Lý Duệ đi ra khỏi dược phẩm Thiên Lai thì đã ngay lập tức gọi đi một cuộc điện thoại. Kiều Tổng, cảm ơn cô nhiều lắm, nếu không phải cô tiết lộ tin tức cho tôi thì tôi thực sự không biết bây giờ trong tay dược phẩm Thiên Lai đang nắm giữ phương pháp điều chế của ba loại thuốc đặc hiệu đâu. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói của Lý Duệ vô cùng chân thành và cảm kích. Lý Tổng khách sáo rồi, chút chuyện nhỏ thôi ấy mà. Anh hợp tác cùng với dược phẩm Thiên Lai là chuyện đôi bên cùng có lợi. Một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia của điện thoại, nếu như Tề Đằng nhàn đang ở đây thì nhất định hắn sẽ nghe ra được đó là giọng của Kiều Thu Mộng. Lý Duệ cười ha ha và nói, đương nhiên là chuyện đôi bên cùng có lợi rồi, dạo gần đây dược phẩm Lý thị của chúng tôi đang trong thời kỳ lao dốc, dựa vào ba loại thuốc đặc hiệu này thì chẳng mấy chốc sẽ có thể vượt qua cả đỉnh cao của trước đó thôi. Kiều Thu Mộng nói, vậy thì hy vọng Lý Tổng sẽ có thể làm tốt chuyện này và duy trì mối quan hệ hợp tác thân mật mới dược phẩm Thiên Lai. Lý Duệ cười nói, cảm ơn Kiều Tổng, sau này tôi sẽ mời Kiều Tổng ăn cơm. Kiều Thu Mộng nói, được. Nếu như Tề Đằng nhàn biết được chuyện tin tức mình có thuốc đặc hiệu bị Kiều Thu Mộng mò ra vô cùng rõ ràng như thế thì e rằng hắn sẽ vô cùng bất ngờ. Bởi vì những tin tức này của hắn ngoại trừ mấy người thân cận ở bên cạnh thì đều không tiết lộ ra bên ngoài. Cũng chính hôm nay Lý Vân Uyển mới đến tận nơi để đàm phán hợp tác với dược phẩm Tôn Thị và hoàn toàn công bố chuyện này ra ngoài. Chiều hôm nay tôi sẽ đến sư đoàn 81 để sắp xếp việc huấn luyện, cô có đến đó một lúc không, tôi có chút chuyện cần phải bàn bạc với cô. Tề Đằng nhàn gọi vào số điện thoại của Ngọc Tiểu Long và đi thẳng vào vấn đề. Được, Ngọc Tiểu Long vui vẻ đồng ý, và lại dạo gần đây cô ấy vẫn luôn tập luyện chiêu bạo kim đan mà Tề Đằng nhàn dạy cho và đang chuẩn bị để cho hắn xem thử xem. Buổi chiều, Tề Đằng nhàn thay sang quân trang,
đến nơi đóng quân của sư đoàn 81 và sắp xếp việc huấn luyện cho đại đội tiên phong. Không bao lâu sau, Ngọc Tiểu Long cũng xuất hiện ở đó. Tề Đẳng Nhàn bảo cô ấy theo mình đi đến văn phòng để nói chuyện, hôm nay hắn tìm Ngọc Tiểu Long đương nhiên chính là vì thứ thuốc đặc hiệu đang ở trong tay hắn. Cục trưởng Mã bên kia muốn ngăn chặn thuốc của hắn, vậy thì hắn sẽ không thể làm gì được cái tên lưu manh đó, thế nhưng hắn có thể tìm Ngọc Tiểu Long và đi qua con đường của Bắc Kinh, hắn không tin sau khi thứ thuốc đó đã thông qua sự xét duyệt ở Bắc Kinh rồi mà cái tên kia vẫn còn có gan để dở trò. Ngọc Tiểu Long cau mày và nói, chuyện phiền phức như thế, tôi không muốn giúp. Tề Đẳng Nhàn nói, chỗ tôi có một loại thuốc, chính là Trần Thị Bạch Dược, cô thực sự không muốn loại thuốc này được thông qua xét duyệt à? Ngọc Tiểu Long nghe xong thì không khỏi ngẩn người, cô ấy kinh ngạc nói, Trần Thị Bạch Dược. Đó là đồ do Nam Dương Trần Thị làm ra mà, thế mà bọn họ lại bằng lòng bán phương pháp điều chế đó cho anh à? Tề Đẳng Nhàn nói, trên thực tế thì bây giờ Nam Dương Trần Thị đã không còn dùng đến cái này nữa rồi, thậm chí bọn họ còn muốn bán phương pháp điều chế này ra với quy mô lớn nhưng vì nể tình quan hệ nên đã quyết định bán cho tôi trước mà thôi. Đoán chừng khoảng 2 năm nữa thì phương pháp điều chế của Trần Thị Bạch Dược sẽ ngập tràn khắp nơi thôi. Ngọc Tiểu Long lại ngẩn người một lúc nữa, sau đó cô ấy đưa tay gõ nhẹ vào cằm mình và nói, nếu như là Trần Thị Bạch Dược thì quả thực là có thể. Thế nhưng bộ chiến tranh phải có quyền mua trước và có ưu đãi lớn đối với loại thuốc này. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi cũng nghĩ như thế, một khi thứ thuốc này được sản xuất ra thì chắc chắn sẽ phải quảng bá trong bộ chiến tranh đầu tiên, bởi vì bộ chiến tranh là nơi cần nó nhất. Hoa Quốc có nhiều chiến sĩ như vậy, chỉ tính riêng việc huấn luyện mỗi ngày thôi là đã có không biết bao nhiêu người bị thương do va chạm rồi. Trần Thị Bạch Dược có hiệu quả chữa trị kỳ diệu đối với những vết thương do va chạm. Thứ mà Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến đầu tiên chính là để Trần Thị Bạch Dược đi qua con đường của bộ chiến tranh. Cô giúp tôi dùng quan hệ để phê duyệt thuốc, sau khi sản xuất xong, tôi sẽ ưu tiên cung cấp cho bộ chiến tranh với giá rẻ. Như thế thì cô có thể lợi dụng thứ thuốc này để đánh bóng tên tuổi, mọi người đều biết đây là thứ thuốc giá rẻ do Ngọc Tiểu Long cô đây dựa vào năng lực để có được, hơn nữa còn là Trần Thị Bạch Dược. Còn tôi cũng có thể thông qua Trần Thị Bạch Dược để mở ra thị trường to lớn hơn và kiếm về nhiều tiền hơn nữa. Lần hợp tác này của chúng ta có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp nói rõ các lợi ích của chuyện này với Ngọc Tiểu Long, cô ấy quá thông minh, chơi trò thật thật giả giả với cô ấy là hoàn toàn vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn lấy lợi ích ra để chia sẻ với cô ấy thì hơn. Sau khi nghe xong những lời này của Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long bỗng rơi vào trầm tư, một lúc sau, cô ấy nói, không thành vấn đề, tôi có thể dùng quan hệ để giúp anh phê duyệt thuốc, thế nhưng anh phải nhớ kỹ những điều kiện mà anh đã đưa ra. Cục trưởng Mã thề sống thề chết rằng sẽ ép chết ba loại thuốc đặc hiệu của Tề Đẳng Nhàn, kết quả Tề Đẳng Nhàn đã ngay lập tức đi tìm Ngọc Tiểu Long để đi qua con đường quan hệ ở Bắc Kinh. Đoán chừng đến lúc đó sẽ lại là một cái tát thật đau giáng lên trên mặt của ông ta. Tề Đẳng Nhàn thấy Ngọc Tiểu Long đồng ý thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, mấy chuyện như tặng quà hoàn toàn không có tác dụng gì với cô gái này cả, nói không chừng người ta còn có thể trở mặt. Những lập luận này của hắn thực ra đã được hắn lặp đi lặp lại hàng chục lần ở trong lòng, hắn đã cố gắng phát huy tối đa kỹ năng ăn nói của mình để có thể thuyết phục được cô ấy. Chỗ thuốc này của anh tốt nhất là đừng có xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Long cảnh cáo hắn một câu, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Cô ấy đã hiểu quá rõ về sức mạnh của tư bản rồi, nếu Tề Đẳng Nhàn vì để kiếm được lợi ích lớn hơn mà làm ra những chuyện như ăn bớt nguyên vật liệu. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, nếu như tôi là người như thế thì tôi đã không đứng cùng phe với cô rồi, vậy nên sự lo lắng về phương diện này của cô là dư thừa rồi. Sau khi bàn bạc với Ngọc Tiểu Long xong, Tề Đẳng Nhàn đi đến bên cạnh và gọi điện thoại cho Dương Lệnh Quang. Tỉnh thủ Dương à! Phía bên tôi đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Được, tôi biết rồi. Dương Lệnh Quang nói. Khoảng thời gian này ông hãy khiêm tốn một chút đi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp ông xử lý cái tên họ Mã kia. Ông hãy từ từ tính sổ với những kẻ đã làm trái ý ông đi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Đương nhiên là tôi hiểu đạo lý giết gà dọa khỉ rồi. Tề Tổng, chuyện lần này phải cảm ơn cậu rồi. Dương Lệnh Quang nói. Trong tỉnh Đông Hải, người chống đối ông ta nhất chính là Cục trưởng Mã,
nếu không thì dược phẩm thiên lai cũng sẽ không thể nào bị động như thế rồi. Theo như Dương Lệnh Quang thấy thì trận chiến cấp cao này cũng sắp phải bước vào giai đoạn cuối cùng rồi. Kể ra thì Tề Đảng Nhàn còn phải cảm ơn viên đạn đã bắn xuyên qua hắn và Ngọc Tiểu Long kia nữa. Nếu như không có viên đạn đó thì e rằng mối quan hệ của hai người cũng không thể nào hòa hợp được như bây giờ đâu. Hai người vốn đã là người cùng phe, bây giờ lại bởi vì có chung lợi ích mà khiến cho quan hệ càng thêm chặt chẽ. Quên không nói một tiếng cảm ơn với cô, việc các chi nhánh lớn của chiến khu Chu Tước nhập hàng của công ty chúng tôi đều là nhờ phúc của cô có đúng không? Sau khi gọi điện thoại xong, Tề Đảng Nhàn quay lại và nói với Ngọc Tiểu Long. Anh cho tôi quả đào, tôi trả anh quả mận, không có gì phải cảm ơn cả, chiêu bạo kim đan đó của anh rất hữu dụng. Ngọc Tiểu Long nói với vẻ nghiêm túc, cô ấy không hề cảm thấy mình đã chịu thiệt. Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã đứng dậy và vận động khí huyết, nhịp tim bỗng đập dữ dội, ầm một tiếng đánh một chưởng lên trời. Chỉ thấy cốc nước trên mặt bàn liên tục liêu xiêu, đến cả cái bàn cũng rung lên vài cái. Tề Đảng Nhàn gật đầu với vẻ trầm ngâm và nói, cách thức vận hành khí huyết của cô vẫn có chỗ không đúng, chiêu này vì sao gọi là bạo kim đan? Đó là bởi vì nó phải dùng đến đan khí. Sau khi nói xong lời này, hắn hạ thấp thắt lưng thành tư thế đứng tấn, khí lực ngưng tụ trong đan điền và giữ lại ở đó. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta không do trời. Đây là câu nói cửa miệng của những người tu đạo và cũng chính là tinh túy cùng quyền ý của chiêu này. Tề Đảng Nhàn giảng giải cho Ngọc Tiểu Long về chiếc tuyệt chiêu tự nghĩ ra này của mình. Ngọc Tiểu Long trầm ngâm nhìn vào chỗ đan điền đang căng phồng lên của Tề Đảng Nhàn, sau đó đan điền của hắn ngay lập tức xẹp xuống, khí huyết chảy ngược lên trên, cuối cùng tụ lại ở lòng bàn tay, sau cùng hắn một chưởng bóp nó nổ tung. Hắn không đánh một chưởng này ra ngoài mà trực tiếp bóp nổ nó ở trong lòng bàn tay, thế nhưng luồng khí nổ ra từ trong các khe ngón tay thì lại vô cùng đáng sợ. Lúc trước đệ tử của Văn Dũng Phu là Tần Đường Ngọc ám sát hắn, hắn cũng đã dùng cách này để bóp nổ không khí, khiến cho những luồng khí kia làm nổ tung nút áo sơ mi của Tần Đường Ngọc. Thì ra là thế, Ngọc Tiểu Long gật gật đầu, cô ấy quyết định sau khi quay về sẽ chăm chỉ nghiên cứu chiêu này. Dạo gần đây tôi sẽ phải làm rất nhiều nhiệm vụ, đoán chừng sẽ không liên lạc được đâu, nếu như anh có chuyện gì thì tốt nhất là nên nói hết một lượt từ trước. Đến lúc đó, anh có muốn tìm tôi cũng không tìm được đâu. Tề Đảng Nhàn nghe vậy thì khẽ ngẩn người, ngẫm nghĩ một lúc và nói, trình độ cờ vây của cô thế nào rồi? Ngọc Tiểu Long nói, trong lúc luyện võ tôi cũng vẫn học đánh cờ, thiên phú cũng tốt lắm, tiến lên chuyên nghiệp cũng không có vấn đề gì. Tề Đảng Nhàn nói, được rồi, buổi tối cô đăng ký một tài khoản cờ vây giã hồ đi, chúng ta chơi vài ván cờ online, sau đó cô dùng tài khoản của tôi để giúp tôi hẹn một người. Ngọc Tiểu Long rất ngạc nhiên và không hiểu Tề Đảng Nhàn có ý gì. Sau khi gặp Triệu Hồng Nê, Tề Đảng Nhàn đã cầm lại những quân cờ mà bản thân mình bỏ quên đã lâu, thỉnh thoảng lại đánh cờ với người khác trên cờ vây giã hồ, có điều... Vì đã không chơi quá lâu rồi nên cảm giác rất lạ lẫm và bị người khác hành cho tơi tả. Hơn nữa, hắn phát hiện độ nổi tiếng của Triệu Hồng Nê ở trên cờ vây giã hồ không hề thấp, mỗi một lần đánh cờ đều sẽ có lượng lớn người vây xem. Gần đây kỹ năng đánh cờ của hắn đã dần quay trở lại theo một vài ván cờ mà hắn chơi lúc rảnh rỗi, nhưng nếu muốn chơi cờ với một kỳ thủ chuyên nghiệp như Triệu Hồng Nê thì e rằng sẽ chẳng thấm vào đâu. Anh đánh cờ không lại người khác nên bảo tôi dùng tài khoản của tôi để đánh với người ta à? Ngọc Tiểu Long tràn đầy dấu hỏi, sau đó dần trở nên khinh thường. Giúp tôi một chút đi mà, tôi cũng hết cách rồi, dù sao thì người ta cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp. Tề Đảng Nhàn nói. Kỳ thủ chuyên nghiệp, Ngọc Tiểu Long cau mày và cảm thấy có chút hứng thú. Triệu Hồng Nê của Triệu gia, Tề Đảng Nhàn nói. Ngọc Tiểu Long im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, được, 8 giờ tối, tôi đăng ký tài khoản mới rồi chờ anh, đánh vài ván cho nóng người rồi lấy tài khoản của anh để đi tìm cô ta. Tề Đảng Nhàn thấy Ngọc Tiểu Long đồng ý thì không khỏi thở phào một hơi, ngay từ đầu hắn đã định tìm cha mình là Tề Bất Ngữ giúp đỡ, thế nhưng nghĩ đến việc có lẽ Tề Bất Ngữ cũng khó có thể thắng chắc được Triệu Hồng Nê nên cuối cùng hắn đã hỏi Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long đã từng là thiếu nữ thiên tài có tiếng. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến phương pháp để cho thiếu nữ thiên tài đối phó với thiếu nữ thiên tài rồi.
Khi rời khỏi sư đoàn 81, tâm trạng của Tề Đẳng Nhàn rất thoải mái, dù sao thì những việc quan trọng đều đã làm xong hết rồi, nhân tiện còn lừa được Ngọc Tiểu Long giúp đánh cờ với Triệu Hồng Nê nữa. Hôm nay chuyện cục trưởng Mã muốn đối đầu với dược phẩm thiên lai đã bị người có dã tâm lan truyền ra ngoài rồi. Tất cả mọi người đều không lạc quan lắm về dược phẩm thiên lai, vốn dĩ đã bị dược phẩm thượng thiện đến từ tài phiệt thượng tinh chèn ép đến không chịu nổi, lúc này lại đắc tội với một ông lớn trong tỉnh như cục trưởng Mã, còn muốn lăn lộn trên thị trường à? Không có cửa đâu. Sau khi biết được tin tức này, Park Sung Shin đã ngay lập tức mở sâm banh để chúc mừng. Thậm chí còn tuyên bố đã chuẩn bị tinh thần để nhận về 100 triệu tiền cược. Nhưng hai doanh nghiệp lớn là tập đoàn Hướng Thị và Tiên Lai Capital lại không hề hoảng loạn và vẫn tiến hành công việc một cách đâu vào đấy. Có lẽ là vì đã trải qua sóng to gió lớn khi đấu tranh với tập đoàn Từ Thị nên cảm thấy những thứ trước mắt này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là một chút thất bại và không tính là gì cả. Buổi tối Tề Đẳng Nhàn dẫn Dương Quan Quan và Hoàng Sung đi luyện tập thêm một lúc nữa rồi mới không chút hoang mang mà về đến nhà. Hắn về đến thư phòng, mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó dùng điện thoại di động để liên lạc với Ngọc Tiểu Long một chút và kết bạn với cô ấy ở trong cờ vây dã hồ. Tên tài khoản của Ngọc Tiểu Long rất thú vị, ta phất tay áo mang mây đi. Không ngờ rằng một cô gái tính đàn ông như cô mà trong lòng lại cất giấu tinh thần văn nghệ trầm lắng như thế đấy. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng và trực tiếp gửi lời mời thi đấu cho cô ấy. Kỹ năng đánh cờ của hắn thực ra cũng không hề kém nhưng nếu muốn va chạm với kỳ thủ chuyên nghiệp thì vẫn có chút không thấm vào đâu. Ngọc Tiểu Long nói cô ấy có trình độ chuyên nghiệp, câu nói này không hề khoác lác chút nào. Tề Đẳng Nhàn có thể nhìn ra được lối đánh của cô ấy. Nhưng cứ mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì nó sẽ lại thay đổi, đây rõ ràng là sự linh hoạt và thông suốt được kết hợp từ ngàn vạn những lối đánh khác nhau. Sau khi đánh ra khoảng 60 quân cờ, Tề Đẳng Nhàn nghiến răng nghiến lợi, sờ sờ cằm và lẩm bẩm nói, châu bỏ thế. Sau đó, hắn đầu hàng nhận thua và gửi đi lời mời thi đấu thứ hai. Ngọc Tiểu Long vui vẻ chấp nhận, ở ván này, cô ấy đã đổi sang một phong cách khác. Từ thay đổi thất thường của ban nãy biến thành đại khai đại hợp, chính là kiểu xông lên liên tục, điên cuồng cắn xé, cách đánh cờ hung hãn giống hệt như kiểu cứng rắn xông lên của Hình Ý Quyền. Tất nhiên người thua ván cờ này cũng là Tề Đẳng Nhàn, thế nhưng hắn không thua thảm hại như ván thứ nhất nữa, trong ván cờ này, hắn đã tìm lại được một chút cảm giác. Lợi hại lắm, bây giờ tôi sẽ gửi tài khoản của tôi cho cô, lát nữa sau khi Triệu Hồng Nê online. Cô hãy lập tức gửi lời mời thi đấu cho cô ta. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi gõ chữ trên bàn phím. Gửi đi, Ngọc Tiểu Long trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm. Tề Đẳng Nhàn gửi tài khoản của mình cho cô ấy, tên tài khoản của hắn rất đơn giản, cuộc đời bình thường. Nhưng phàm là người quen biết hắn, e rằng chỉ vừa nhìn thấy tài khoản này, quá nửa là sẽ có thể nghĩ đến hắn. Ngọc Tiểu Long đăng nhập tài khoản. Nhìn trang giới thiệu cá nhân trống rỗng của Tề Đẳng Nhàn thì bỗng cười ha ha và thẳng tay đánh chữ, cờ như tên người, bình thường mà thôi. Tề Đẳng Nhàn thấy Ngọc Tiểu Long tùy ý bóp méo thông tin tài khoản của mình thì suýt chút nữa đã tức đến hộc máu. Kỹ năng đánh cờ của mình tuy rằng không bằng được cô ta nhưng cũng đâu cần phải sỉ nhục mình như thế đâu nhỉ. Quyết tâm báo thù của phụ nữ đúng thật là đáng sợ. Sau đó hắn nhìn thấy Ngọc Tiểu Long đã vào phòng đấu với Triệu Hồng Nê, người có tên tài khoản là Tôi Ngắm Bình Minh và Ngắm Biển. Phía dưới ID của Triệu Hồng Nê có một chữ V, di chuyển chuột đến đó thì sẽ nhảy ra một cửa sổ nhỏ, chứng nhận chính thức của dã hồ, Triệu Hồng Nê, chuyên nghiệp cấp 3. Ván đấu này ngay lập tức thu hút rất nhiều người xem, bởi vì danh tiếng của Triệu Hồng Nê thực sự không nhỏ, hơn nữa cô ta còn là một đại mỹ nữ. Cô ta đội hào quang của kỳ thủ mỹ nữ, tất nhiên sẽ càng có độ nổi tiếng và sức hấp dẫn lớn hơn so với những kỳ thủ chuyên nghiệp khác. Mấy năm gần đây Triệu Hồng Nê có xu hướng dần trở nên mờ nhạt trong giới cờ vây, thế nhưng cô ta vẫn được săn đón như cũ, hết cách rồi, nhan sắc và khí chất vẫn còn ở đó mà. Khi ván cờ bắt đầu, Ngọc Tiểu Long ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giống như ở trước mặt không phải máy tính mà là bàn cờ thực sự. Cô ấy đã lấy ra sự nghiêm túc và chăm chỉ khi đánh những ván cờ thực sự. Triệu Hồng Nê thì lại ngồi một cách khá thoải mái, cô ta mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi khoanh chân trên giường, trong tay cầm một con chuột không dây,
thế nhưng vẻ mặt thì cũng rất nghiêm túc. Dự đoán hiển thị Ngọc Tiểu Long thắng nên cô ấy cầm quân đen. Thế mà lại là mỹ nữ kỳ thủ Triệu Hồng Nê, lâu lắm rồi không thấy cô ấy đánh cờ ở trên mạng, không ngờ rằng hôm nay cô ấy lại đột nhiên ngoi lên. Rất ít khi được thấy Triệu Hồng Nê đánh cờ, đối thủ lần này là ai đây, thế mà lại đáng để cô ấy đặc biệt online tài khoản để đánh cờ với người khác. Chưa từng nhìn thấy ID này, trông thành tích cũng chẳng ra làm sao. Hơn nữa lại còn là rank nghiệp sư. Trong phòng trò chuyện, cư dân mạng đã bắt đầu thảo luận, bọn họ nhao nhao gõ chữ trò chuyện trên màn hình chung. Ván đấu chính thức bắt đầu, Tề Đẳng Nhàn ôm một túi hạt dưa và ngồi cắn. Bước đầu tiên của Ngọc Tiểu Long rơi trên vị trí sao ở góc trên bên trái, Triệu Hồng Nê cũng nhanh chóng đánh xuống. Khi đi được khoảng mười mấy bước, Triệu Hồng Nê dừng lại khoảng chừng 10 giây, có lẽ là cảm thấy thực lực của đối thủ lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Lúc đầu, cô ta vội vàng muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng, thế nhưng bây giờ cô ta đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn rồi, vậy nên cô ta bắt đầu trở nên cảnh giác, bố cục cũng trở nên nghiêm túc và chặt chẽ hơn. Ngọc Tiểu Long ngồi ngay ngắn giống như đang duyệt binh vậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên máy tính. Trong đầu chuyển động vô số cách đánh và tùy cơ ứng biến theo từng quân cờ của Triệu Hồng Nê. Sau khi đánh ra hơn 80 nước đi, thế trận bắt đầu trở nên ác liệt. Phong cách đánh cờ của hai bên đều rất nóng vội, vậy nên bọn họ ăn miếng trả miếng, không nhường một tấc đất, anh đến tôi đi. Kỹ năng đánh cờ của Hồng Nê không giảm mà còn tăng đấy nhỉ, mấy năm gần đây đều không thấy cô ấy xuất hiện ở giới cờ vây. Thậm chí lần đánh cờ trên mạng gần đây nhất của cô ấy cũng là vào nửa năm trước, không ngờ rằng kỹ năng đánh cờ của cô ấy lại ngày càng trở nên thâm hậu như vậy. Ai yêu, nước đi này quả thực là linh dương treo sừng, tôi còn tưởng rằng cô ấy đi sai rồi, không ngờ rằng còn có thể đánh theo kiểu này nữa à. Đối phương cũng rất lợi hại đó, là vị kỳ thủ chuyên nghiệp nào mà lại có thể đánh cho Triệu Hồng Nê với phong cách đánh cờ hung hãn trở nên như thế này chứ, không hề rơi vào thế hạ phong một chút nào. Trên màn hình chung, cư dân mạng nhao nhao đánh chữ, bọn họ xem mà không khỏi hét lên sung sướng. Chiêu linh dương treo sừng của Triệu Hồng Nê đã phá vỡ thế cờ bao vây của Ngọc Tiểu Long, điều này khiến cho cờ đen rơi vào trầm tư. Cư dân mạng nhao nhao kêu đáng tiếc, nếu không phải thế thì cờ đen vẫn sẽ còn sức để lật ngược ván cờ. Một lúc sau, cờ đen nhận thua. Tề Đẳng Nhàn nhìn ra được Ngọc Tiểu Long đây không phải thua về kỹ năng đánh cờ mà là thua về kinh nghiệm nghề nghiệp, dù sao đây cũng là lấy sở thích của mình để đi khiêu chiến với bát cơm của người khác, nào có thể dễ dàng được như vậy. Ngọc Tiểu Long lập tức gửi đi lời mời thi đấu cho trận thứ hai, Triệu Hồng Nê không chút do dự mà chấp nhận, cô ta cũng cảm thấy việc thi đấu với đối thủ có phong cách đánh cờ tương đương này là hết sức thú vị. Ván cờ này Ngọc Tiểu Long cầm quân trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.